Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ: Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy chuyên trì tụng huyền tổ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bồ Tát An Lạc quyển 3, phẩm 6, cảnh giới của thức. Bấy giờ nơi tòa ngồi có một vị Bồ Tát tên là Hào Hiền, từ phương đông các cõi này 16 hàng xa quốc độ để đến thế giới Ta Bà để được nghe và lãnh hội pháp An Lạc thâm diệu. Lúc này Bồ Tát Hào Hiền liền rời chỗ ngồi đứng dậy, để trần vai bên phải đến trước Đức Phật quỳ mập chắp tay cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, con có điều muốn thưa hỏi, nếu được Thế Tôn cho phép thì mới dám nêu bày. Đức Thế Tôn nói: Lành thay, lành thay, này vị tộc tánh tử, ta sẽ vì Bồ Tát mà mỗi mỗi sự việc phân biệt giảng giải đầy đủ. Bồ Tát Hào Hiền thưa: Kính bạch Thế Tôn, thế nào gọi là thức nắm giữ cảnh giới của thức? Như Thế Tôn đã dạy, thức theo hữu vi, không theo vô vi. Rồi lại cho rằng thức theo vô vi, chẳng theo hữu vi. Như thế thì thức này, có thức này, thức kia chăng? Có thể gọi tên là cảnh giới của thức chăng? Đức Phật bảo Bồ Tát Hào Hiền, chẳng có thức nào từ pháp sinh ra cả. Bồ Tát Hào Hiền thưa: Thế nào gọi là chẳng có thức nào từ pháp sinh ra cả? Đáp: Thức chẳng phải là thức thường hằng, mà là theo pháp nên có thức. Lại hỏi: Thế nào là thức chẳng phải thường hằng? Đáp: Nhận biết trùm khắp tất cả, khi nhận hết thảy các pháp, đó gọi là thức chẳng phải là thường hằng. Lại hỏi: Thức có trí chăng là không có trí chăng? Đáp: Thức có trí như như, thức không trí như như. Thức của hết thảy chúng sinh là có trí như như. Thức của bậc hiền thánh tu học rốt ráo tức là không trí như như. Này vị tộc tánh tử, đó gọi là hữu thức như như, vô thức như như. Lại hỏi: Thế nào gọi là hữu thức vô thức? Thế nào gọi là hữu thức như như, vô thức như như? Đáp: Có thể phân biệt đầy đủ về trí hữu thức và trí vô thức như như, đó gọi là phân biệt về cảnh giới của thức. Bồ Tát Hào Hiền thưa Đức Thế Tôn: Như Lai hôm nay nói về ý nghĩa của định, ý nghĩa của thức, khiến con càng tăng thêm hồ nghi. Đức Phật bảo Bồ Tát Hào Hiền: Bồ Tát hãy hết sức lắng nghe và khéo suy nghĩ ghi nhớ, hoặc có thức trí thức, chẳng phải trí thức, hoặc có pháp thức, chẳng phải pháp thức. Thế nào là pháp thức, chẳng phải pháp thức? Từ diệu nghĩa đệ nhất tột bậc đến qua vị Bích Chi Phật, đó gọi là pháp thức. Từ kiến địa, bạc địa, tánh địa, vô ngại địa cho đến nhất sinh bổ xứ, đó gọi là pháp thức. Pháp thức lại có năm pháp. Những gì là năm pháp? Một, hướng tới trí tuệ giải thoát. Hai, nhận biết thân mạng đời trước. 3. Hướng tới trí tuệ phân biệt. 4. Hội nhập pháp môn không. 5. Quán tưởng về gốc của tâm. Đó gọi là năm sự việc thành tựu được pháp thức. Lại cũng có năm sự việc cũng giúp cho pháp thức thành tựu. Những gì là năm? 1. Tu tập phạm hạnh không bằng gũi ba độc. 2. Ở trong bào thai chứ không nhiễm sinh tử. 3. Thực hiện các pháp vô tướng không vô nguyện. 4. Tu tập đạt thần thông thần túc vô ngại. 5. Đứng vững nơi giác ý để thấu đạt nhất tướng vô tướng. Đó gọi là những chỗ, những hỗ trợ để thành tựu pháp thức thanh tịnh. Đức Phật bảo Bồ Tát Hào Hiền, pháp thức thanh tịnh là có năm sự việc. Những gì là năm việc? 1. Học học thức không biến đổi, tư duy về các nẻo học vấn. 2. Dứt mọi học vấn dấu tích, không còn thấy nẻo hướng tới của các pháp. 3. Chẳng thấy có giáo pháp, cũng chẳng thấy không có giáo pháp. 4. Lại cũng không thấy tánh của đạo hay chẳng phải tánh của đạo. 5. Giấy khởi đạo ý hay chẳng giấy đạo ý. Đó gọi là năm pháp góp phần làm thanh tịnh pháp thức. Dùng định để quán pháp thức lại có năm sự. Những gì là năm pháp? 1. Dùng định để dứt cấu uế từ gốc, không còn thấy nơi chốn. 2. Nhớ nghĩ đến vô lượng các pháp định ý không tịch. 3. Tạo lập gốc của đạo, không cùng với các hội đạo. 4. Tâm dứt mọi niệm mong cầu an toàn nơi đạo tràng. 5. Tu tập tạo các phước điền, dứt sạch mọi vọng tưởng. Đó gọi là năm sự giúp cho pháp thức thanh tịnh. Pháp thức là vô sinh, cũng có năm pháp. Những gì là năm pháp? 1. Thức quán quá khứ, không giấy tưởng sinh diệt. 2. Thức quán hiện tại, chẳng thấy sinh diệt. 3. Thức quán vị lai, không thấy sinh diệt. 4. Quán sát gốc ngọn của thức, không thấy sinh diệt. 5. Thức quán tánh như, không thấy sinh diệt. Đó gọi là năm pháp giúp cho pháp thức thanh tịnh. Đức Phật là bảo Bồ Tát Hào Hiền,
để đạt đến đạo quả chánh giác của Như Lai. Đây là tu tập pháp thức thông đạt mọi âm hưởng, có 10 hạnh. Những gì là 10 hạnh không chấp vướng vào pháp giới, cũng không thấy gốc của thức. Một, ở trong ấy luôn gồm đủ đạo hạnh thuần túc. Bốn, đạt được sự tu tập thanh tịnh về pháp giới và thức ấy, tâm ấy lúc ban đầu phải vững chắc, kiên cố như núi, như tường đá, dần dần dẫn đến việc tư duy về thân từ gốc, biết rõ về thân và lìa thân, đã lại lìa bỏ thân, biết rõ tâm và lìa tâm, lại đã lìa tâm, biết rõ về không và lìa không, lại lìa bỏ không, xong thì trở lại từ một ý cho tới 100.000 ý. Những ý chưa được chuyển hóa thì nên dốc sức tu tập chuyển hóa, là thông tỏ các pháp hóa độ là không chúng có. Đó gọi là pháp thức giấy khởi đạo hành thần túc. 2. Dùng thân thức không để tu tập các hành thân thức, hoặc dùng thân thức để tạo nên hành không thân thức. Thân thức khác thân thức chẳng phải là thân thức. Đó gọi là pháp thức tu tập các hành thần túc. 3. Ở đấy không có hai pháp phân biệt về tất cả các pháp. Ở trong ấy thành tựu đạo quả chánh giác, không thấy thức sinh khởi thành bậc chánh giác. Đối với ức 100.000 số và quá khứ, thầy có thể phân biệt, nên giữ lấy các ấm nhập, không làm mất gốc hành động và nẻo hướng tới của chúng sinh. Đó gọi là pháp thức tu tập các hạnh thuần túc. 4. Các pháp không chuyển hóa, không thấy sự biến dịch. Ở trong ấy tức luôn tạo lập trạng thể tận cùng. Đó gọi là pháp thức tu tập các hạnh thuần túc. 5. Nơi thực hiện các pháp định để nhận rõ cõi không, lại tự mở rộng thân như cõi ấy không khác. Đó gọi là pháp thức tu tập các hạnh thuần túc. 6. Quan sát các thế giới cũng không thấy tận cùng tất cả thế giới, thành cõi hay chẳng thành cõi, thể đều có thể thông tỏ. Đó gọi là pháp thức tu tập các hạnh thuần túc. 7. Phàm thức, phàm pháp giới, thức hành thành hình tướng của năm ấm, có sinh có diệt. Đó gọi là pháp thức tu tập các hạnh thuần túc. 8. Không vướng chấp vào pháp giới, chẳng thấy hình tướng. Tức quá khứ chẳng phải hiện nay, tức hiện nay chẳng phải quá khứ, không thấy gốc ngọn của mọi nhân duyên hiện tại. Đó gọi là pháp thức tu tập các hạnh thuần túc. 9. Luôn phân biệt nhỏ rõ về tánh của các pháp, cũng như nẻo hướng tới của hết thảy các pháp, không hề thấy những hang hốc ẩn dấu che đậy, ý được thu giữ, dứt tưởng cũng không cháy trí. Đó gọi là pháp thức tu tập các hạnh thuần túc. 10. Các pháp không sinh, cũng không thấy có sự sinh diệt, lại có thể tư duy về tính chất sinh diệt của các pháp, bản tánh vốn như nhiên, nhất tướng vô tướng. Này vị tập tánh tử, đó gọi là nẻo tu tập của Bồ Tát về các hạnh thuần túc. Đức Phật lại bảo các vị tập tánh tử, đã có 10 pháp để tạo được việc không tham chấp đối với pháp giới. Những gì là 10 pháp? 1. Như Lai là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, xuất hiện ở đời nếu có thể gồm đủ thân thức tưởng của ba đời. Đó gọi là pháp thức tu tập hạnh vô ngã. 2. Dùng ba pháp diệt để dần già hóa độ chúng sinh, không thấy diệt cũng không thấy chẳng diệt. Đó gọi là pháp thức tu tập hạnh vô ngã. 3. Phân biệt có nghĩa mà mỗi đều thông tỏ, là dùng trí tuệ phương tiện để làm hiện rõ gốc của các nghiệp. Đó gọi là pháp thức tu tập hạnh vô ngã. 4. Như Lai là bậc vô thượng chánh giác, nên luôn tư duy nhận rõ về bốn tuệ vô lượng, giúp mọi tưởng và đoạn diệt và hữu thường. Đó gọi là pháp thức tu tập hạnh vô ngã. 5. Là dùng trí tuệ thâm diệu hóa độ hết thảy chúng sinh, không rời bỏ lòng từ bi lớn lao. Đó gọi là pháp thức tu tập hạnh vô ngã. 6. Quan sát hết thảy mọi loài chúng sinh đã được thuần thục hay chưa thuần thục, theo loài mà giáo hóa, không lìa bỏ tánh của chúng. Đó gọi là pháp thức tu tập hạnh vô ngã. 7. Như Lai Thế Tôn thực hiện các phương tiện quyền xảo để giúp độ hết mọi chúng sinh mà không thấy có sự hóa độ ấy. Đó gọi là pháp thức tu tập hạnh vô ngã. 8. Trí tuệ Phật là vô lượng, không thấy có sự thành hoại, có sinh có diệt, không phải là bản thể của Như Lai. Đó gọi là pháp thức tu tập hạnh vô ngã. 9. Như Lai nhất tướng không nhiễm với ba đời, quá khứ hiện tại vị lai, tu hành không chịu cậy để mới đạt đạo quả vô thượng bồ đề. Đó gọi là pháp thức tu tập hạnh vô ngã. 10. Như Lai là bậc vô thượng chánh giác, có thể đem vô số ức ngàn vạn kiếp dùng làm một ngày, nên một ngày ấy hóa độ chúng sinh không thể tính kể hết được. Đó gọi là pháp thức tu tập hạnh vô ngã. Đức Phật là bảo Bồ Tát hào hiền về cho số A Tăng kỳ kiếp thời quá khứ, tự nhớ nghĩ về việc tu hành pháp thức vô hình, có Đức Phật hiệu là Hoằng Thệ Vô Nguyện Như Lai,
là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác với 10 tôn hiệu gồm đủ, là thuyết giả về các hạnh của pháp giới, là dứt sạch mọi tham chấp vướng mắc. Về pháp giới ấy có 107 pháp. Những gì là 107 pháp ấy? Đó là không mong đạt hạnh không, không niệm về hữu thường, quan sát thế gian xem như cảnh mộng, tự dứt mọi phân biệt tôi ta, không giấy thức sinh, nhận rõ hình tướng của cảnh giới, vĩnh viễn dứt trừ vọng kiến, tâm bố thí có giúp luôn đầy đủ, tâm luôn an định ở nơi đông đảo không rối loạn, thân thức không thức không giấy tưởng ấy tưởng. Có bao nhiêu số lượng Bồ Tát không chấp vào danh hiệu, quan sát để nhận rõ các pháp chẳng phải một chẳng phải hai, chúng sinh giấy khởi giận dữ nên dùng phương tiện để nêu bày, nhất trường gốc thu thập các hành của thân thức, 12 nhân duyên, 4 chân lý trí tuệ của bậc giác ngộ, tu duy về gốc của khổ là có khổ tức danh và có lúc có thức nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý, hoặc lúc có thức lìa mắt tai mũi lưỡi thân ý, hoặc lúc có thức chấp sắc nhưng không nhưng thức không nhiễm, hoặc lúc có thức chẳng chấp sắc thức không nhiễm, thức ấy phi diệu chẳng hề thoái chuyển. Bồ Tát với khả năng có thể thấu đạt hoặc lúc có thức không chấp âm thanh thức không nhiễm cũng dứt mọi âm hưởng, nó gọi là thức thanh tịnh, hoặc lúc có thức chấp nơi hương thức không nhiễm, hoặc lúc có thức không chấp vướng hương thức không nhiễm mà mỗi đều nhận rõ không làm mất pháp thức, hoặc lúc có thức chấp vướng nơi vị thức không nhiễm cũng lại phân biệt rõ không làm mất thứ tự, hoặc lúc có thức vướng chấp nơi thân để có thêm vui thích thức không nhiễm, hoặc lúc có thức không chấp nơi thân thêm vui thích thức không nhiễm mà mỗi phân biệt không giấy tưởng chấp trước, hoặc lúc có thức thông tỏ các pháp có sinh có diệt, các pháp hữu vi có pháp vô vi, có tịnh có loạn, đó gọi là đại Bồ Tát nhận rõ tánh Bồ Tát không hề bị cấu nhiễm. Lại nữa này, các vị tập thánh tử nhận rõ về bốn tuệ vô lượng là từ bi hỷ hộ, làm cho chúng hiện diện đầy khắp hết thảy mọi nơi để thâu phục cứu độ chúng sinh, còn dứt mọi vướng chấp về sự cứu độ ấy. Hoặc có lúc các vị tập thánh tử nhập định tam muội tu tập một pháp hành hóa nhất pháp, liền được 100.000 pháp môn tổng trì như tiếng vang như huyển hóa, dần dần mới đạt tới các pháp định ý diệt tận, thân hành hóa thanh tịnh không tạo pháp ác, tâm luôn nhớ nghĩ về từ bi không thực hiện các việc ác, thông tỏ ba đời trước trừ mọi mối ràng buộc vướng mắc. Này các vị tập thánh tử, đó gọi là Bồ Tát thực hiện đúng đắn các pháp có giấy khởi không giấy khởi. Lại nữa này, có pháp môn định ý, hết thảy các pháp đều đến hội nhập vào nơi ấy, tưởng và có thân không thân, có ý niệm, không một không hai, cũng lại không thức. Ta từ xa xưa về vô số A Tăng kỳ kiếp, lúc mới nhập pháp luật đã luôn tỏ ra ứng hợp với niệm hành ấy. Thức pháp có 12 gốc nhân duyên tạo tác, từ vô minh duyên hành cho đến lão tử đều không thấy có sự sinh diệt, đó gọi là pháp định ý tên là vô tận. Đạt được định ý ấy, tất nhiên hết thảy nẻo hướng tới của chúng sinh trong ba cõi, hoặc có chúng sinh tưởng về hữu thường, tưởng về vô thường, tưởng về có khổ, tưởng về không có khổ, tưởng về có định, không có định, và mỗi đều phân biệt nhận rõ, không dễ nhiễm đắm. Đức Phật là bảo các vị tập thánh tử, Đại Bồ Tát phải nên nhớ nghĩ tu tập 37 phẩm quan trọng của Đạo Pháp. Những gì gọi là 37 phẩm đó là bốn ý chỉ để diệt trừ tham dâm giận dữ si mê, tiêu diệt bệnh viện ba độc, là nên tư duy về bốn ý đoạn để đoạn trừ các niệm mong cầu, nên đạt được bốn hạnh thần túc. Để có được thần túc thì có thể đi đến các thế giới của chư Phật trong mười phương, chẳng tự nói bày thần túc. Năm căn của Như Lai đã thành tựu được pháp thân gồm thân giới, thân tịnh, thân tuệ, thân giải thoát và thân giải thoát tri kiến, đó gọi là năm phần pháp thân của Như Lai. Thần trí của Như Lai không hề hủy hoại pháp thân. Thế nào gọi là năm lực? Đó là tính lực, tinh thần lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Chỗ gọi là tính lực tức là giúp hướng và nẻo giải thoát không bị nhiễm trong ba cõi sinh tử, chính là khiến cho hàng xa các thứ ma biến đổi làm Phật. Ý ấy chẳng có thể làm cho biến động, đó gọi là tính lực. Thế nào là tinh thần lực? Chỗ gọi là tinh thần lực tức là như từng được nghe biết về pháp, pháp giới hoặc ở nơi cách một do tuần, đến 100.000 do tuần hoặc ở tại nơi một cảnh giới Phật, ở 100.000 cảnh giới Phật cũng luôn giữ lòng tinh vững, đứng vững nơi giới luật, không thể bỏ thể nguyện lớn lao, đó là tinh tấn lực. Thế nào gọi là niệm lực? Chỗ gọi là niệm lực tức niệm luôn được kế tục
nơi trước mặt mình. Ngoài ra không còn có một tưởng nào khác, chỉ là nhằm khiến cho hằng xa các thứ ma cùng thuộc hạ của chúng muốn đến để hủy hoại pháp định ấy. Chỉ những chuốc lấy khổ nhọc không hề đạt được ý nguyện, đó gọi là niệm lực được thành tựu. Thế nào là định lực? Ấy là gốc đứng vững nơi quả vị của hàng Đại Bồ Tát, để nhằm thu dự ý, dứt trừ vọng tưởng, không còn mang lòng hồ nghi. Đó gọi là định lực không gì có thể hủy hoại được. Thế nào gọi là tuệ lực? Đó là đối với vô lượng pháp giới, chẳng thể nghĩ bàn. Các tuệ ta đều thu giữ và kéo dùng phương tiện để thấu đạt gốc các pháp, các hành của tuệ tánh không hề hủy hoại pháp giới. Đó gọi là tuệ lực các đức gồm đủ. Là nó nhận rõ bảy pháp giác ý để nhằm biết rõ về tất cả nơi chốn suy niệm vô hình hữu hình của tâm thức. Tôi có dục giới đó sắc, cõi sắc vô sắc tất cả ba cõi ấy. Đây thì có thể phân biệt, kia thì không thể phân biệt. Ý được thâu phục dứt mọi loạn động, đó gọi là ý định đạt được tánh của tuệ và tám con đường bình đẳng, còn dứt mọi sợ hãi để nhập pháp tam muội không, chỉ một nẻo hành không hai, cũng không gốc ngọn, hữu hạn vô hạn đều đã lìa khỏi sinh tử, không giới trí nào khác, biết rõ về các pháp sinh diệt hoàn toàn dứt hết mọi tưởng, đó gọi là tám con đường thanh tịnh bất nhị. Là nên nhớ nghĩ về 62 thế kiến chấp, tưởng chấp về hữu thường vô thường, tưởng chấp về có đạo không đạo, tưởng chấp về có đời này không có đời này, tưởng chấp về có cha mẹ không có cha mẹ, tưởng chấp về có tham đắm thân không tham đắm thân, hoặc lúc có thức nhận rõ các nẻo đường thanh tịnh không chút tì vết, mà mỗi đều nhận rõ ba chốn gốc của ái, năm chốn gốc của dục, bảy chốn hành của dâm. Có lúc hành hóa nơi chỗ vắng vẻ tịch tịnh, như tại nơi gốc cây, chỗ đất trống, gò mã cao, quan sát hơi thở ra vào, có lúc dài ngắn, lạnh ấm, không thường. Các pháp sinh theo nhân duyên cùng gặp gỡ, tư duy để nhận rõ, khiến ý không lầm lạc, bận loạn. Như thế là người tu tập nên nhận biết về hơi thở ra vào. Mọi hơi thở ngắn dài thể đều nhận biết, mọi hơi thở trước sau cũng đều nhận biết rõ ràng, đầy đủ, dần dần mới thành một bước thực hành thiền. Sự giác ngộ thông đạt về thiền ý của Như Lai không lần nhất. Tu tập tứ thiền, nhập tưởng, biết rõ về diệt. Như định ý ấy thì cả ba thừa cùng có, là nên rõ về định ý vô lượng, vô thượng của Như Lai. Thế nào gọi là định ý vô thượng? Chỗ gọi là định ý vô thượng như tâm có các bậc cao vừa thấp. Người tu tập nhập định không trở lại theo dõi hơi thở ra vào dài ngắn, chỉ giúp phân biệt quốc độ trên tâm nhất ý, quán tưởng về quá khứ, hiện tại, vị lai, cái gì là chốn ta giáo hóa hay chẳng phải chỗ ta giáo hóa, lại tư duy như ta đang ở nơi chốn vắng vẻ tịch tịnh, chẳng nhận rõ chúng sinh, đó chẳng phải là điều thích nghi của ta, nên đi đến vô số quốc độ tự giáo hóa, hóa độ kệ khác mới thành tựu được nguyện của ta, đó gọi là sơ định, cũng chẳng thể hủy hoại được. Lại nữa, người tu tập lúc mới nhập pháp định ý liền tự tư duy có khổ có vui đều do từ gốc của thân, để vượt qua hạnh ấy là nên truyền bá thích hợp, khiến cho những chúng sinh kia thể được nhận biết về điều đó, đấy gọi là nhập định thành tựu được bước thứ hai. Lại nữa, tâm pháp chẳng phải có chẳng phải không, tưởng chấp về có thân không thân, chẳng được thần thông để du hóa đến khắp mười phương, thâu phục ý tự giữ mình thanh tịnh cả cả dòng họ, đó gọi là định ý không hủy hoại pháp thức. Có độ tâm ý thức tư duy chỉ quán, ta vốn là vô ngã, huống chi là đối với chúng sinh. Trước tự nhận biết về không, đã luôn xem xét rõ chúng sinh, dùng thần túc để nói vậy, tâm thần diệu có thể du hóa đến khắp chúng, mặc dù thân không đi đến các nơi chúng ấy, lại ở nơi quốc độ của chư Phật trong mười phương, dùng pháp định ý ấy để tế độ vô số trăm ngàn chúng sinh, ở nơi đó là giúp tu tập mười pháp tuệ hư không. Những gì là mười pháp? Chỗ giáo pháp được thuyết giảng là nhằm diệt trừ các thứ ma, giúp tiến đến đạo tràng, thành tựu đạo và giác ngộ vô thượng, tâm như hư không chẳng hề tăng giảm. Nay các vị tập thánh tử, đó gọi là tu tập pháp tuệ hư không. Lại nữa, này các vị tập thánh tử, bắt đầu hàng phục đám ngoại đạo với những học thuyết đủ loại của họ, dứt trừ nẻo tà khiến họ đứng vững với chánh kiến của chánh pháp, thể đều đưa họ về nơi nẻo giác ngộ, xua trừ mọi sân tham ganh ghét, đó gọi là tu tập pháp tuệ hư không. Lại nữa, theo tôn hóa độ muôn loài chúng sinh theo sở nguyện của họ đều khiến được đầy đủ,
Tôi thuyết giảng vô số các pháp mà tâm không hề tham đắm vướng mắc, đó gọi là tu tập pháp tuệ hư không, là dùng vô trí vô ngại để hiện thể hiện thần túc, giỏi đến vô lượng thế giới. Nếu bày chỉ dẫn các pháp để giáo hóa chúng sinh mà không thể có chúng sinh được giáo hóa cùng công việc hóa độ ấy, đó gọi là tu tập pháp tuệ hư không, là có Như Lai trí tên là hoài không. Nhờ đó mà thành tựu được pháp giới không hủy hoại của bản tánh, tâm được giữ vững như hư không, chẳng bị cố nhiễm, đó gọi là tu tập pháp tuệ hư không. Như Lai là bậc chánh giác, hoặc dùng một thân để du hóa thân thể, du hóa khắp cõi hư không, hoặc dùng vô số thân, hoặc lại thể hiện nhập bát nơi hoàn, không chấp vướng nơi thân, chẳng giấy từng ái tưởng, cũng lại không chấp vào sự nhập vô như niết bàn ấy, đó gọi là tu tập pháp tuệ hư không. Chư Phật Thế Tôn có 72 pháp biện tài vô ngại và 14 phước báo về thiệt tướng để giáo hóa chúng sinh mà trí không hề bị ngưng nghỉ, khiến cho muôn loài chúng sinh đều thành tựu trí tuệ sáng suốt. Những gì là 72 pháp biện tài vô ngại này, các vị tập tánh tử, Như Lai lúc mới tu tập các tướng công đức là giúp tự phát thành người lớn lao. Nếu ta sau này thành bậc vô thượng chánh giác, thì nơi sinh quốc độ của các loài chúng sinh ở đấy không hề nghe đến tên gọi của các thứ vô minh tham dâm giận dữ si mê, khiến cho cõi nước của ta thanh tịnh như hư không, như cõi trời tình cơ ích dục biết đủ. Tâm ý luôn hướng về đạo pháp, không bị ngưng trệ giữa chừng, cũng là không sinh tám chốn được, không được yên tĩnh ở nơi hàng phú hào, không có thái độ khinh mạng cao ngạo, không khinh chê hàng thấp kém. Tâm ấy luôn được thâu phục thực hiện các pháp bố thí có phước đức. Mong có thức uống thì cấp cho thức uống, mong có thức ăn thì cho thức ăn. Tài sản trong nước và con thì được bố thí hết cả. Tâm hành thí không ngại, không hề giấy tưởng loạn vọng, là giúp giáo hóa chúng sinh cho giới đầy đủ tinh tấn, nhất tâm tu sáu pháp quan trọng. Nếu có chúng sinh gặp phải trăm ngàn nỗi khổ thì liền được cứu hộ, khỏi bị rơi vào nẻo ác mà không mất đi loài giống của hiền thánh, đó gọi là pháp tu tập tuệ hư không. Thứ 8. Như Lai vô thượng chánh giác, muốn chuyển bánh xe chánh pháp, trước hết là nhập các pháp định để tự tu phục thân ý. Ta biết đã đến lúc nên ta nay có thể vì muôn loài chúng sinh mà chuyển pháp luân vô thượng. Tâm dốc hiện sáu thứ thần thông, nơi mà mỗi lỗ chân lông trên thân tướng để phóng ra những luồng hào quang, sau đó mới chuyển pháp luân vô thượng với các pháp không sinh diệt, không có nẻo tham đắm chấp bám một tướng vô tướng, không hề bị ô nhiễm, mọi nơi chốn diễn nói như hư không, ngôn từ do vết chẳng hiện, chẳng thấy chúng sinh có tăng có giảm, đó gọi là tu tập pháp tuệ hư không. Thứ 9. Lại nữa, Như Lai từ pháp giới vô sinh thành tựu đạo quả chánh giác, xem hết thể các pháp như cảnh huyễn hóa, không thể có sự thành tựu đạo quả ấy, không làm mất tuệ thần thông nhận rõ mọi pháp, mười lực của Như Lai cũng không tham đắm, đó gọi là mười pháp tu tập tuệ hư không. Bây giờ Đức Thích Tôn bảo bốn bộ chúng: các vị mỗi mỗi người ở trước Như Lai đây sẽ tự nói bày về pháp tuệ hư không, dứt mọi nẻo vướng chấp. Lúc này có một vị Bồ Tát tên là Không Hành, từ phương Đông Nam cách cõi này đến 56 hằng hà sa quốc độ chư Phật, đã từ cõi ấy đi tới thế giới Ta Bà để được nghe pháp. Bây giờ Bồ Tát lên đến trước Đức Phật chắp tay cung kính thưa: kính bạch Thế Tôn, quốc độ thanh tịnh không có pháp nào được thuyết giảng, cũng như không có ý nghĩa nào của pháp được nêu bày. Biết rõ tịnh và bất tịnh thể như hư không, đó gọi là pháp tuệ không, dứt mọi vướng chấp. Bồ Tát vô ngã thưa: không thấy chẳng phải không, mà thấy cũng chẳng phải không, không thấy hữu kiến cũng chẳng thấy vô kiến, đó gọi là pháp tuệ không dứt mọi vướng chấp. Bồ Tát Pháp Trụ thưa: chưa tạo lập dấu vết hành hóa để thức sinh ô nhiễm, không thể tính kể về số lượng kiếp vì tánh của thức vốn không, đó gọi là pháp tuệ hư không, dứt hết tham vướng. Bồ Tát Quá Hành thưa: nơi ba nghiệp thân khẩu ý không tạo các điều ác, dùng định để không giấy vọng tưởng, đó gọi là pháp hành không dứt hết tham chấp. Bồ Tát Vô Hành thưa: pháp thân vô tận không hề thấy có chỗ nương tựa bám víu, tâm định ý duy nhất, đó gọi là hành tuệ không dứt mọi vướng chấp. Bồ Tát Bảo Tạng thưa: không thấy trước sau nơi chốn pháp giới, nó cũng không thấy có tội phước báo ác, đó gọi là hành tuệ không dứt tham vướng. Bồ Tát Tập Khổ thưa:
Chư Phật Thế Tôn, đại biết rõ về quá khứ, hiện tại, vị lai, hội nhập trí tuệ tự tại, không giới khởi vọng kiến, đó gọi là hành tuệ không chứ sạch vướng chấp. Bồ Tát tự ý thưa: Ta tôi vô hình, tâm chuyên hành đạo, không giới khởi các tưởng khác, không dựa, không bám vào pháp, thấu đạt lẽ sinh diệt như nhiên, đó gọi là hành tuệ không dứt sạch mọi vướng chấp. Bồ Tát bảo kế thưa: Hành bốn pháp vô ngã, không chấp không nhiễm, có thân có khổ, thức tưởng cũng khổ, từ đấy lý giải được pháp không sinh diệt, đó gọi là hành tuệ không dứt sạch mọi vướng chấp. Bồ Tát Thiện Tổ thưa: Chả thấy các pháp là có số lượng hay không số lượng. Thế nào là các pháp có số lượng, không số lượng? Thế gian là có số lượng, đạo pháp là không số lượng, hữu vi là có số lượng, vô vi là không có số lượng, cũng không thấy có số hay không số ấy. Đó gọi là hành tuệ không dứt sạch vướng chấp. Bồ Tát Tận Sinh thưa: Các pháp là vô sinh, cũng chẳng thấy có sinh, chẳng giới tưởng tịnh bất tịnh, sinh tử đã dứt vĩnh viễn, diệt sạch không còn giới khởi, đó gọi là hành tuệ không chứ sạch vướng chấp. Bồ Tát Phạm Hạnh thưa: Thực hành ba pháp tam muội chẳng giới niệm về tọa thân, niệm không chẳng lìa không, niệm vô tướng chẳng lìa vô tướng, niệm vô nguyện chẳng lìa vô nguyện, là cũng không giới niệm thọ nhận phước thanh tịnh, đó gọi là hành tuệ không chứ sạch vướng chấp. Bồ Tát Quan Tướng thưa: Nhận ra ba độc là pháp tối tâm, nhận thấy ba đạt là pháp thanh tịnh, đó gọi là hành tuệ không chứ sạch vướng chấp. Bồ Tát Sở Thái thưa: Chẳng thấy nhất tướng, nhận rõ vô tướng, chẳng thấy khổ, chẳng thấy lìa khổ, dứt khổ, chẳng khổ, cũng không chỗ tạm thác, đó gọi là hành tuệ không chứ sạch vướng chấp. Bồ Tát Bất Thọ Hành thưa: Không có gốc của bốn đại, cũng không thấy cảnh giới hiện có, dốc hướng một nẻo vô vi, chẳng giới khởi ba ý, đó gọi là hành tuệ không chứ sạch hết vướng chấp. Bồ Tát Vô Đẳng thưa: Lìa mọi khổ vô thế gian, không đắm nơi tán pháp, thấy có được lời khen, không cho đấy là vui, do bị phỉ báng cũng không ôm lòng lo lắng, tâm nhẫn như đất, đó gọi là hành tuệ không dứt sạch mọi tham đắm. Bồ Tát Vô Cấu thưa: Chẳng thấy sáu tình tạo tác từ trong với sáu trần bên ngoài, chẳng thấy sáu trần cùng sáu tình đối nghịch, đó gọi là hành tuệ không dứt sạch vướng chấp. Bồ Tát Trùng Quán thưa: Sáu trần bên ngoài không làm giấy khởi thức bên trong, thức cũng không tham chấp sắc trần bên ngoài, thức không biết ngã là sắc, sắc chẳng biết ngã là thức, âm thanh hương vị cùng các pháp vi tế khác cũng là như thế, pháp chẳng biết ngã là thức, thức chẳng biết ngã là pháp, hết thảy các pháp đều chẳng cùng biết, đó gọi là hành tuệ không chứ sạch mọi vướng chấp. Bồ Tát Viễn Ly thưa: Chẳng thấy năm ấm có nhiễm chấp, vì sao? Vì tánh của năm ấm là tánh của các pháp, tánh ấy là thường trụ không biến đổi, đó gọi là hành tuệ không chứ sạch tam chấp. Bồ Tát Hiền Hộ thưa: Các pháp tổng trì chẳng thấy có trong mông hay không trong mông, chẳng thấy có pháp có thể khuyết hay không thể khuyết, dốc giúp chúng sinh được đứng vững không còn thoái chuyển, đó gọi là hành tuệ không chứ sạch vướng chấp. Bồ Tát Bảo Lai thưa: Các pháp luôn an định, không có từng ấy thứ, cũng không phân biệt có pháp Phật, pháp Bồ Tát, pháp thế gian, pháp giải thoát, pháp hữu hình hay pháp vô hình, pháp có thể hộ trì, pháp chẳng thể hộ trì, thể đều không phân biệt, đó gọi là hành tuệ không chứ sạch vướng chấp. Bây giờ nơi các toàn ngồi có một số các vị trong bốn bộ chúng được nghe nói về các pháp tuệ không thanh tịnh chứ sạch mọi vướng chấp ấy, thì lại càng tăng thêm hồ nghi không thấu đạt cứu cánh. Đức Thế Tôn liền biết mọi niệm vừa dấy nơi tâm của các vị kia rõ ràng là chưa đủ căn duyên để lãnh hội pháp tuệ không ấy. Tương thị Đức Thế Tôn thường hóa thân tướng cao đến 400 do diện phát ra âm thanh lớn, nói với chư Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác khắp mười phương thế giới, thì đang thuyết pháp được biết rằng: Các vị nào muốn được nghe để lãnh hội các pháp Bồ Tát an lạc, thì thảy nên phân tập đến thế giới Ta Bà này. Lại hóa ra vô số chúng Bồ Tát lại bái khắp mười phương chư Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, cùng thưa: Hiện nay Đức Như Lai đang nhân ở cõi Ta Bà này đang diện nói về pháp Bồ Tát an lạc, chúng con đều đã phân tập đông đủ đến cõi ấy. Như vậy là khắp mười phương chư Như Lai ung dung tự tại, thân tướng cũng như hình tượng Thế Tôn hiện có đều thu giữ gìn mọi oai nghi để tới thế giới Ta Bà. Các vị Bồ Tát vẫn tin đạt được mười trụ thì đều thấy rõ chư Như Lai và cùng lễ bái cúng dường.
mong mỗi vị Như Lai đều lần lượt an tọa nơi tòa vô ý. Những người chưa được vãng tinh, còn ở cảnh giới phàm phu, chưa được thiên nhãn, nên mọi thần thông chưa đầy đủ, cũng không thấy được chư Như Lai ở mười phương đến. Vì sao? Vì tâm ý của hàng phàm phu ít lo sợ về việc mất phạm hạnh, hoặc có vị Như Lai tọa định nơi ấy, thân tướng cả đến cõi phàm thiên, hoặc có vị Như Lai thay biến hóa khắp cả 1.000 quốc độ, 2.000 quốc độ cho đến tam thiên, đại thiên thế giới. Vì sao? Vì chúng sinh được thọ nhận sự biến hóa, nên được thấy hình tướng ứng hợp, được thọ nhận giáo hóa, giáo pháp nên được lãnh hội đúng pháp mình thọ nhận. Bây giờ ở phương Đông, trải qua 2 hàng hà xa quốc độ, có Đức Như Lai hiệu là Bản Tịnh, liền cùng với đại chúng dùng kệ để nói pháp ngôn này. Hư không chẳng bến bờ, tưởng chấp giới hồ nghi, cõi khốc hạnh đã chọn, không ai không kẻ sánh. Muốn thuyết tưởng hư không, bản chất không sinh khởi, nghi hư không được gì, trong ấy muốn cầu không. Ta nay đã thành Phật, tâm định dứt mọi nhiễm, sạch cấu thêm tu quý, lại chẳng hề giấy diệt. Đã vào đường bằng phẳng, không theo ý nhỏ hẹp, ngã hợp tâm không sinh, đạo đạt theo đó diệt. Ta thọ mạng có kiếp, đều hóa độ vô cùng, ý đoạn luôn tịch diệt, đã biết có độ người. Bảy quán thân trang nghiêm, sắc hoa đạo không đổi. Không hình và mọi nẻo, đó là đường Bồ Tát. Như Lai gồm hai lối, gốc đạo các thứ, các đức đủ, quyền hiện pháp ảo hóa, nên hợp không sinh diệt. Trời người đủ muôn loài, không hình chẳng có số, hữu hình, người hữu hình được gì, khéo rõ pháp không sắc. Thế hùng kho vô tận, chẳng sắc cũng dốc đạt, huống lại chưa đạt đạo, muốn thấu tuệ bình đẳng. Tuy trải 1.000 kiếp, chưa từng tự dứt ý, chúng sinh do lười kể, trụ chữa ý chẳng lập, pháp đại thừa bình đẳng, lãnh hội sao hết được. Nay tạm nêu tuệ không, sao lại nghi nơi không? Đức Như Lai Bản Tịnh nói xong bài kệ ấy, hốt nhiên biến mất. Về phương Nam, cách xa cõi này 18 ức hàng xa quốc độ, ở đây có cõi Phật tên là Nghiêm Tịnh. Đức Phật nơi cõi đó hiệu là Như Lai Ly Cấu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, 10 tôn hiệu cùng đủ, hiện nơi thân với sắc tướng lồng lộng, ở nơi đại chúng là nói bài tụng. Ta gốc từ đạo có, nghe tuệ không bình đẳng, đã qua 12 kiếp nên được định ý ấy. Tư duy trước sau lại, 6 độ 4 bậc hành đều từ nẻo tuệ không, sáng được gốc các pháp, phát tâm có thứ bậc, thệ nguyện lớn chẳng khác, niệm quán tuệ dứt chấp, độ người không tính kể. Chư ta nẻo du hóa, nhiều anh lạc trang nghiêm, đeo bày tuệ thù thắng, nước không 3 đường ác, chư diễn hình tuệ không, chẳng vướng nẻo không có. Ta đã dứt nẻo tâm, làm sao nên thuyết hữu, tánh như không hình tướng, pháp giới cũng thanh tịnh, thông tỏ diệt đã tận, vì thế không sinh diệt. Lại qua cõi Nghiêm Tịnh, mới ước các quốc độ. Nơi ấy có pháp này, hành vô vi thanh tịnh, thiết lời chẳng có lời, không chấp gốc có tướng, nên hợp định tịch nhiên, hành trọn không chánh hiệu. Tâm chúng sinh nẻo hướng, theo loài gốc tức giấy, như ta hằng tự tại, chẳng thấy đường có không, từng qua vô số kiếp, dứt mong chẳng chấp có. Muốn cầu diệt không giấy, đạt được bước thành tựu, nay đêm không thân không, hiện hình như chốn hướng, tuệ Phật thật mênh mông, trọn không chút cấu nhiễm, tánh tự nhiên thanh tịnh, chẳng thấy tưởng chấp thường, tòa đạo mọi đức độ, nên hiệu là Ly Cấu, tự thành tựu đạo quả, dù hóa cõi hư không, hoặc làm thiên đế thích, phạm thiên vương đại tôn, sở dĩ biến hóa hình, hóa độ kệ chấp có, tòa vô sinh nẻo tận, có cánh luôn thanh tịnh, đã làm chuyển luân phương, thống lãnh vô số thành, để bỏ để học đạo, biết rõ chẳng dài lâu, là vào nẻo thanh văn, hiện như đạo chẳng đạt, nên liền dốc theo thầy, dứt mọi tưởng chấp buộc, đã đến tịnh cư thiên, tuyết gốc hành thanh tịnh, khiến liền phước báo ấy, bởi đó chẳng hết khổ. Chúng sinh sắc vô sắc, chấp thường chẳng trừ tưởng, kia mạng tự buông tả, khiến nhập hết cửa đạo, bậc chánh giác gốc không, nẻo hóa chẳng có hình, gốc sinh tự thấu lệ, trọn chẳng rời tịch tịnh, huống 4 bộ chúng này, mới nghe liền biến thể, lời ấy tự hạn kỳ, khó mau thành tựu được.
Đức Như Lai liền câu nói xong bài kệ ấy, liền hốt nhiên biến mất. Về phương Tây, các cõi này trăm ức hàng xa quốc độ chư Phật, có cõi tên là Thủy Tinh. Đức Phật ở cõi đấy hiệu là Như Lai Tịnh Tôn, là bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, mười tôn hiệu gồm đủ. Chúng sinh ở cõi ấy chỉ phụng trì một pháp, không có sáu độ và các hành gốc của mọi tạo tác. Đức Như Lai Tịnh Tôn lúc này đang ở nơi đại chúng và đọc bài tụng tám hành không cao thấp, an nhiên, gốc không gốc quy diệu. Bỏ thân rồi thọ thân, càng tam nhiễm phiền não, hư không chẳng hai pháp, không trụ cũng không chấu, tám não tuệ bình đẳng, chốn chư Phật vô hóa. Ta xưa tự lập hạnh, ta nguyện lớn chuyện pháp, thể tinh quy nơi không, nơi đạt nhân trung tôn, có chư Phật an trụ, pháp phương tiện mọi khác, hiện khắp mọi nơi chốn, hiện thâm độ quần bê, lại với chỗ trói buộc, mãi nơi chốn u tối, đạo từ gốc không tuệ, không thể, sau đấy mới được đi. Như người cõi nước ta, tâm dữ chẳng tạo ác, đoạn dốc sùng giải thoát, luôn gần đạo như vậy, dâm giận si cấu uế cũng chẳng giúp ân cần, tự nhiên vào hạnh luật, như hoa theo thời nở, tâm đạo chẳng dời chuyển, khổ vui tâm hằng dứt, để đến nơi cõi ấy, dốc tu pháp tệ không. Ta nay đã dốc hành, chỗ ấy cũng chẳng khác, nay nghe năng nhân tôn, nên tu tập tại ấy. Đại thánh đều phân tập, tôn quý không thấp cao, tuy hiện các quốc độ, nẻo tu cùng một pháp. Nay xem năm cõi người, vô minh hành che phủ, đắm chìm biển sanh tử, khổ não mãi chồng chất. Sao chẳng tự lập ý, dốc tu lối tề không, mau đạt đến giải thoát như chúng sinh cõi ngoài. Đức Như Lai Tịnh Tôn nói xong bài kệ ấy, hốt nhiên biến mất. Về phương Bắc cách xa chốn này, ba hằng xa cõi Phật, có quốc độ tên là Phổ Chiếu. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Dũng Biện Như Lai, là bậc vô thượng chánh giác, mười tôn hiệu gồm đủ. Lúc này đang ở nơi đại chúng và đọc bài tụng Đạo Như Lai Nhất Tướng. Theo gốc danh sắc sinh, qua vô số khổ nhọc mới dứt sạch phiền não. Như người muốn vượt không, chẳng cầu phương tiện khéo, chỉ nhớ mong pháp không, sau thu đạt đạo quả. Nẻo buộc của tưởng ý, chẳng vướng vật không thường, muốn cầu cõi bất tử, điều ấy chưa từng được. An trụ chốn không lìa, không trụ cõi không có, đã đạt nẻo tuệ không, an nhiên dứt nhiễm chấp. Đào theo gốc thân sinh, sau đấy thành chánh giác, mê tối tâm ý lạc, để tâm ngoài cầu không. Ngoài khổ tuy có hiệu, chẳng lìa thức tưởng ấy. Pháp giới đạo thanh tịnh, nên hợp tuệ thanh tịnh. Chúng sinh nơi sinh tử, trôi nổi chẳng tự cứu, muốn lìa được mọi khổ, rất nên xua ý thức. Chốn Như Lai hiện hiện, diễn thông pháp thù thắng, một tượng không có nhiễm, sao lại nhiễm nơi không? Ba đặc trí tối thắng, để vượt mọi ngăn ngại. Nay niệm chẳng niệm gốc, duy niệm mọi chúng sinh. Các pháp chẳng nghĩ bàn, chẳng có cũng chẳng không. Do thanh nên có hưởng, chúng sinh nên có Phật, bao chúng sinh thọ hóa, luôn tự chán lìa tân, đạo dốc dứt phi đạo, có không chẳng đạo chánh. Đức Như Lai cũng biện nói xong bài kệ ấy, hốt nhiên biến mất. Về phương Đông Bắc, cách xa cõi này 92 ức, hàng xa quốc độ, có thế giới tên là Pháp Quán. Đức Phật ở cõi đấy hiệu là Pháp Quán Như Lai, vô thượng chánh giác, mười tôn hiệu gồm đủ. Lúc này đang ở nơi đại chúng và đọc bài tụng sắc gốc không có sắc, cũng chẳng có tướng sắc. Pháp thống không sinh diệt, cũng không sinh nên lạc. Ý thức như ngựa hoang, bọt nước không trụ lâu, không thân tuệ tự tịnh, đó là không bình đẳng. Một quán một ý dần, phạm hạnh thêm thanh tịnh, chấp tưởng có tôi ta, chẳng đến cõi không có. Tự giác lại giác tha, khiến đạt tuệ hư không, chúng sinh chẳng tự giác, vì thế luôn do dự. Tánh có cao vừa thấp, thiện ác luôn đối nhau, lìa ác dốc hành thiện, dốc đạt nẻo tuệ không, nên chẳng thấy thiện ác, tâm định dứt điên đảo. Thế mới tin rõ không, đạt được tuệ thanh tịnh, ý bình đẳng từ gốc, chẳng thấy còn mầm mống, lâu lâu mới tự đạt ấn hợp đạo vô thượng. Quán tuệ dứt tham chấp, tâm sạch dứt cấu nhiễm, đế nhân như tuệ không,
đến gọi pháp giác ngộ, từ bi với muôn loài nên diễn đạo không vô, không giấy niệm thiện ác, tưởng vô hình dứt tình. Gốc ngã từ nơi ý, Như Lai tỏ pháp ấy, nghe liền đạt tuệ không, nhớ hóa quán cõi tịnh, thọ mạng A Tăng Kỳ, tiếp pháp nhằm giáo hóa, dẫn dắt vô số người nhập gốc pháp giới ấy. Đức Thích Tôn pháp quán nói xong bài kệ ấy, hốt nhiên biến mất. Về phương Đông Nam, cách đây một ức cõi Phật có thế giới tên là Cực Diệu. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Phi Diệu Như Lai, vô thượng chánh giác, mới thống hiệu gồm đủ. Bấy giờ ở nơi đại chúng liền đọc tụng gốc thất từ năm ấm, nhân duyên cùng hợp nên, chuyển biến từ vô số kiếp, từ giấy, từ nhiên diệt, muôn loài do mê lầm, chẳng thấu gốc sinh tử, chung cuộc nẻo đầu thai, không mong lìa tai họa. Những người trong một niệm, chỉ giấy kiến điên đảo, buộc trói lại càng thêm, sao khởi được gốc đạo, muôn loài luôn chấp niệm, ái lạc gốc ba độc, năm ấm lấp tâm diệu, không mắt làm sao xem, Như Lai nêu đúc lớn, tiêu diệt gốc khổ dục, tuy lại thấy tuệ sáng, do dự chẳng dốc tin. Ta xem khắp mười phương, phân tâm nhằm cầu đạo, hành nhất lại tòa sinh, nên luôn ba đường khổ, khắp nơi chẳng bản nguyện, tự lao vào bốn Phật, không liền bốn cửa sinh, chẳng thành bốn đạo quả, có lúc rời bốn pháp, liền sinh âm ấm thịnh, dứt chấp tăng thượng mạng, chẳng diệt hành phóng dật. Dần tới vô số pháp, không thấy gốc nẻo thánh, do người ý buông lung, tâm chẳng tự thu giữ, Như Lai hành lục thông, chẳng không, chẳng khác không, hằng dứt gốc sinh tử, nêu hợp tuệ bình đẳng, gốc vốn không sinh tử, lâu chuyển nhiễm thấm sắc, nên thành pháp giới sắc, dứt có chẳng chấp có đạo nên có thức, thức ấy chẳng gốc không, nên chẳng thấy thức đạo. Mới hợp pháp tuệ định, đạo theo thức thêm vui, hiện thân biến vô số, tự rõ nên tự không. Mới hợp mọi tướng biến, không trụ chẳng biến đổi, do tưởng nghi do dự, hàng phục mọi phiền não. Mới hợp tuệ bình đẳng, người tu có ba ngại, do tưởng chẳng lìa không, chưa khỏi gốc mọi hành, đạo ấy khó thành tựu. Đức Như Lai ví dụ nói xong bài kệ, hốt nhiên biến mất. Về phương Tây Nam, các cõi này, 13 ức cõi Phật có thế giới tên là Quảng Thắng. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Diệu Tích Như Lai, vô thượng chánh giác, mười tông hiệu gồm đủ. Thì đang ở nơi đại chúng và nói bài tụng, biết đời là pháp huyễn, chẳng ở pháp sâu xa, đạo hãy còn không tên, huống không lại có lời, các pháp trong ngoài hợp, nhận rõ tất cả, thật chẳng có, vô hình chẳng thể thấy, nên hợp tuệ thanh tịnh, rõ dục chẳng từ tâm, là cũng chẳng chấp không, dứt nhiễm đắm bỉ thử, thành tựu tối chánh giác, ngu tối chưa thấy sáng, chấp theo tâm, thức giấy, sáu pháp sinh sáu trần, do giấy khởi tưởng nghi, nhân thức nhận thân này, bốn đại tự nhiên thành, luân chuyển trong năm nẻo, chẳng đọa pháp tánh không, do có một người niệm, tự nói nhiễm không gốc, thân tâm đều sinh ngại, há đàn tượng hữu vô. Quán diệu sơ ba đời, thể hiện thuyết các pháp, giáo thể diệu chư Phật, chẳng có cũng chẳng không. Đời khổ do vô minh, không bình đẳng chẳng dựa, quán thấu đạt có không, nên gọi tuệ bình đẳng, có lúc thức có không. Đấy chẳng tuệ Như Lai, chẳng nhiễm nẻo bị thử, tâm bình như âm hưởng. Tám đường dứt nguồn khổ, tám giải rủa bụi tâm, tám hưởng tại quy hư, tám tuệ không sinh diệt, để mọi niệm thay kia, chốn giữa không còn ngại, tha thức chốn nhiễm chấp, đó là tuệ bình đẳng. Gốc người nơi hư không, tất nhiễm nẻo ba cõi, do tự đắm phiền não chẳng nhập cõi gốc không. Từ gốc mới phát tâm, tánh tuệ không chẳng giảm, do đã trải vô lượng nên sao được định này. Ta đọa tâm các vị, liệt thức muốn cầu không, sao chẳng tự niệm tức, trong không ngoài cũng thế. Pháp như pháp không tướng, tuệ tỏ lại cũng vậy, niệm định xua trừ loạn, đó là tuệ bình đẳng. Thân này tất về không, thường tịch nhất sinh diệt, Như Lai thể lớn khắp, ta độ mọi quần mê. Đức Thế Tôn Diệu Tích nói xong bài kệ ấy, hốt nhiên biến mất. Về phương Tây Bắc,
cách cỡ này 54 ức hằng hà sa số quốc độ chư Phật có thế giới tên là Nhu Thuận. Đức Phật ở cõi ấy là hiệu là Chúng Tướng Như Lai Vô Thượng Chánh Giác, 10 tôn hiệu cũng đủ. Hiện đang ở nơi chúng hội đọc bài tụng như ta quán hành không, một ý không cao thấp, tâm có không thị phi, nơi do sinh tự giấy. Bốn cầu khó tàn Phật, suy cứu gốc mọi hành, chứ thường được thông suốt, thần tuệ Như Lai tỏ. Cho có một sự vô kiếp này sang kiếp khác, trăm ngàn kiếp như vậy, số ấy không tăng giảm. Người có đủ các căn, sáu tình chẳng hề thiếu, muốn nghe tuệ Như Lai, dù có ngay quả đạt, huống lại mới phát tâm, muốn đến tuệ bình đẳng. Chỉ từ thêm hao tổn, chẳng ít nơi đạo Pháp, nên tu tâm từ bi, tuệ phương tiện tự giữ, thể bền vững vô ý, sau đấy mới điều tâm. Ví lại đến khắp cõi, nhằm cúng dường chư Phật, chẳng giấy chỗ tạo công. Tự nhiên nợ hợp niệm thánh, Như Lai mười lực thánh, hàng phục mọi tà kiến. Nhẫn tỏ tưởng vô ngã nên đạt nhân trung tôn, rõ pháp trụ, chẳng thấy nẻo công đức, dứt sanh lại chẳng thọ là cảnh giới thế hùng. Muốn thành các tướng tốt, chẳng đoạn mọi góc lành, ý diệt chẳng giải tưởng, đó là tuệ bình đẳng. Ta xem mọi chúng sinh, thời không chẳng tự biết, vì thế luôn nhập nhằn, chẳng nhập cõi thường tịch. Muốn chóng thành đạo quả, mọi đức trang nghiêm thân, tâm gốc nên dứt niệm, làm sao giải hồ nghi. Đức Thế Tôn chúng tôi nói xong bài kệ, hốt nhiên biến mất. Về phương trên, cách cỡ này vô số quốc độ chư Phật tận cùng thế giới của chúng sinh có một cõi tên là Hồi Chuyển. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Âm Hưởng Như Lai, Vô Thượng Chánh Giác, 10 tôn hiệu cũng đủ. Hiện đang ở nơi đại chúng và nói bài tụng. Hư không tức vô hình, chẳng có bờ đây kia, chẳng thấy có chúng sinh, vốn có đến pháp giới. Hiện tại kẻ cầu đạo, đến không cầu nơi không, đã biết nẻo bất tịnh, lại còn mong ngoài không. Niệm thương hạng người ấy, chẳng ý chẳng rõ tuệ thánh, tư duy quán tuệ đó, cũng đạt đạo vô thường. Nay thọ thân ba cõi, tự nhận rõ thông tuệ, thức định tưởng vô hình, giống đoạn vì đạo ý, người tự tư duy biết, bốn đại là hang sâu, chính khiến nơi ngoài không, chẳng khác với bốn đại. Chuyện này chưa đạt tuệ, chưa rõ tình trong ngoài, hạng ấy đáng xót thương, Thế Tôn chẳng hề trách, trượng phu không kể sánh, hành vượt định vô tưởng, đó là mọi pháp vật, mê lầm tự chấp ngã, gốc pháp không khởi tận, cố cánh tất thanh tịnh, phạm hành trọn thêm tịnh. Chẳng giới niệm ba đời, trước nói khác nay nói. Niệm niệm tự biến đổi, lấy đó để làm chứng, sao lại giới hồ nghi. Ta đã chẳng tự nêu, vì kẻ phàm quyền giả, tư duy bốn đại ấy, thức pháp theo nẻo nào. Tuyên thuyết pháp quá khứ, vô hình chẳng thể thấy, tuy có thức vị lai, cũng chưa nhận bốn đại. Hiện tại là hai pháp, nay vì mỗi mỗi nêu, người người chớ hoài nghi, nơi tuệ bình đẳng ấy, nhờ đã thức quá khứ, người chết không còn thân, thức ấy chẳng hư hoại, nên gọi thức quá khứ, nghi như thức nay hiện trụ, bốn đại nhân duyên hợp, thức ấy luôn chẳng đổi, lại gọi thức hiện tại. Vả lại lìa hiện tại, vị lai chưa sinh ra, thức đó cũng khác nay, và đâu nói ba đời, tánh thức luôn tự trụ, không khứ là hiện tại, Bồ Đạt căn bản thức, hèn hốc ở chỗ nào, Như Lai trí vô đẳng, nên đạt thức gốc không. Tánh không luôn tự tại, cho nên giấy tưởng nghi, muốn thành bậc chánh giác, tưởng hành chẳng nhiễm đắm, tất rõ tánh thức không, nên gọi tuệ bình đẳng. Đức Như Lai âm hưởng nói xong bàn kệ, hốt nhiên biến mất. Về phương giới, cách xa cõi này 11 hằng sa quốc độ có thế giới tên là Vô Giảm. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Phổ Nguyện Như Lai, Vô Thượng Chánh Giác, 10 tôn hiệu gồm đủ. Hiện đang ở nơi chúng hội và nói bài tụng. Chư Phật mười phương đến, bình đẳng không có hai, dốc thuyết giảng định không, tịch nhiên mọi hành dứt. Chúng sinh tưởng hữu thường, cho là không có hạn, gốc đạt đức dứt ô nhiễm, đó là thể quy không. Tâm trói buộc chẳng bày, giả bất hạnh nguyện gốc, nên sinh nghiệp phỉ báng,
không Phật pháp thánh chúng, Như Lai toàn giới đất thanh tịnh không tì vết, hóa độ kẻ mê mờ, quán tưởng ba đời không. Thức không tự có tên, tự sinh tự như diệt, sinh ấy chẳng thức không, thức diệt cũng lại diệt, do chẳng đạt được gốc, dông đuổi cầu tướng thức, không giả gọi là thức, thức không nào có khác. Thần tướng cũng vô hình, đời đời luôn tiếp nối, chỉ vì người ngu lầm, thức giấy từng ấy tưởng, mọi trí thành pháp thể, tôn tốt trang nghiêm thân, thân diệt trí về không, là cho là có thức, suy tìm ba đời không, thức không bốn đại không, tinh đạt đến pháp giới, biết có cũng chẳng có, chư Phật trí vô lượng, quyền hiện không tăng giảm, không giảm tăng, đem thức vô hình ấy, vô hóa khắp cõi Phật. Nghi ấy đã có lâu, chẳng ngươi ta cũng vậy, tuệ thông tất chiếu khắp, thế mới hợp trí Phật. Như Lai phổ nguyện nói xong bài kệ ấy, hốt nhiên biến mất. Tức thì ở nơi chúng hội có đến 11 vạn na thuật chúng sinh, thế đều đạt được pháp quán về tuệ không, bình đẳng, là có vô lượng chúng sinh cùng trời rồng quỷ thần được nghe giảng về pháp ấy, để phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phạm bảy chư Phật quyến trợ. Bây giờ Đức Thế Tôn tự biết lên tòa vô ý, từ nơi tướng lưỡi phóng ra hào quang chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, cùng chiếu tỏ đến vô lượng hằng xa quốc độ chư Phật trong mười phương, và đến hằng xa cõi địa ngục chúng súc sinh ngạ quỷ khắp mười phương. Cho nên chúng sinh trong mười phương hư không thảy trong thấy ánh hào quang ấy, vô số ức trăm ngàn ánh hào quang của Đức Thế Tôn phóng ra, như thế khiến cho chúng sinh ở các thế giới đều cùng nói: từ thời xa xưa đến nay chưa từng được thấy ánh hào quang phi diệu như vậy, cũng chẳng phải là ánh sáng của vô số ngôi sao, mặt trời, mặt trăng có được, thật hết sức kỳ lạ đặc biệt, chưa hề được nghe thấy. Bây giờ chúng sinh ở các quốc độ trong mười phương đã đều sinh ý nghĩ, chắc là có Đức Phật xuất hiện ở đời. Lúc này Đức Thế Tôn liền biết tâm niệm của chúng sinh khắp mười phương ấy, nên ở nơi ánh hào quang kia đều có các vị Phật được hóa hiện. Mỗi vị Phật hóa đều có vô số chúng đệ tử trước sau vây quanh, và Đức Phật đang vì họ mà thuyết pháp. Giáo pháp được thuyết giảng ấy là pháp không bình hình tướng, là pháp không lời dạy, là pháp không sinh lão bệnh tử. Sau khi ấm nghe thanh kia, cả những người không thấy ánh hào quang và hình sắc thể đều được nghe Đức Như Lai thuyết pháp. Ông đang nói về pháp tuệ không, về tâm dứt mọi nẻo vướng chấp. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo bốn bộ chúng đã có mặt nơi chúng hội: các vị đều thấy ánh hào quang từ hướng lưỡi này, là pháp chẳng thể nghĩ bàn, là tỏa đến vô số hàng xa quốc độ trong mười phương, chiếu soi khắp vô lượng các loài chúng sinh. Cũng có các vị Phật hóa hiện đã thuyết pháp, hẳn là các vị đều đã thấy cả chăng. Các vị Bồ Tát đại sĩ đạt thần thông đều thưa với Đức Phật: kính bạch Thế Tôn, chúng con thể đều trông thấy cả. Những chúng sinh còn ở hàng phàm phu tham vướng ái dục cũng đều tự đã bày tới với Đức Phật rằng: kính bạch Thế Tôn, chúng con thì trông thấy ánh hào quang, nhưng không biết ánh sáng ấy là điểm gì ứng hiện. Bây giờ Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của những chúng sinh đó, muốn xuống bỏ mối hồ nghi của những vọng tưởng chấp trước, nên nói với Đại Bồ Tát Nguyện Thủ rằng: Như Lai là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thần tướng luôn ánh màu vàng rồng, hào quang tỏa xung quanh đến bảy thước, tiếng nói như tiếng như chim yết tỳ, dịu dàng mềm mại không chút tì vết. Cái tiếng tốt tự trang nghiêm thân, thấy đều do từ vô số kiếp thời quá khứ chứa đức làm lành, mọi đức gồm đủ, miệng không hề phạm lỗi lầm, mọi chỗ thuyết giảng chỉ dạy không có tăng giảm, cho đó đã khiến Như Lai đạt đạo quả vô thượng chánh giác. Này Như Lai có được 14 pháp phước báo về tướng lưỡi, một âm thanh của lời nói luôn chí thành không giả dối. Hai, chỗ nói được nghe thì liền tin tưởng thông hiểu. Ba, nếu hành hóa của miệng không hề làm mất cửa pháp gốc. Bốn, luôn biết đúng lúc đúng hoàn cảnh để thuyết pháp không thiếu. Năm, luôn tự an lạc nơi bài việc giữ giới luật. Sáu, danh cố và thân lớp nơi các pháp được thuyết giảng luôn tương ứng. Bảy, lòng từ bi rộng lớn luôn tăng thêm không rời tâm bố thí. Tám, trông thấy hình tượng của Phật không còn mang lòng nghi ngờ.
9. Đã được thần thông Phật để giáo hóa tự tại. 10. Đã hội nhập Pháp giới, không rời bỏ trí tuệ Phật. 11. Đạt được trí tuệ vô lượng như kho tàng vô tận. 12. Ý Phật vô hình thể đều được hòa nhập. 13. Với trí tuệ phương tiện, sự hóa độ vô ngại mà không thấy có sự hóa độ ấy. 14. Ăn trụ nơi ánh sáng giác ngộ chân lý, mọi người đều giúp tin tưởng. Đó gọi là 14 phước báo của tướng lưỡi Như Lai. Nó có hàng tiền nam, tiền nữ để đạt được 14 phước báo về tướng lưỡi ấy. Thì liền có thể phóng ra vô lượng ánh hào quang tỏa chiếu khắp 10 phương quốc độ chư Phật. Đều do từ thời xa xưa, lời nói không hề khi dối gian trá. Đức Phật bảo Bồ Tát Chuyển Thủ, nếu có hàng thiện nam thiện nữ giữ vững tọa trì độc tụng pháp tâm diệu ấy, thì sẽ có được thần tướng với 10 phước báo không chán, những gì là 10. Như Lai, chư thượng chánh giác bước lên tọa diệu ấy, trước hết là dùng đến pháp quán bình đẳng để thu giữ ý, tịch mặc và tự tư duy. Ta hiện ở nơi đại chúng là bậc dân trung hùng, nơi an tọa nơi tòa đại hữu sở tế. Lại tự tư duy, muôn loài chúng sinh thực chẳng thể nghĩ bàn, hoặc đang ở địa tinh tưởng muốn thoái chuyển, hoặc ở tại địa thứ nhất cho đến địa thứ sáu muốn thoái chuyển. Những hạng ấy hãy nên để riêng ra, không thuộc hàng mẫu mực của thánh hiền. Hoặc lại có những chúng sinh tham dâm, giận dữ si mê, tâm bị trói buộc, tham đắm thêm nhiều. Những loại ấy cũng để riêng, không ở hàng mẫu mực thánh hiền. Hoặc có chúng sinh ý tôn sùng sự giàu sang, không biết tạo lập gốc đất, hàng này cũng bỏ ra, chẳng được kể là hàng giác ngộ mẫu mực. Hoặc có chúng sinh dù vào mình che lấp nên luôn dấy khởi các hành kiêu mạn, hàng ấy cũng bỏ ra, không xếp vào mẫu mực của hàng giác ngộ. Hoặc có chúng sinh tâm rõ các pháp huyễn, nhưng lại xem thấy Như Lai với các pháp huyễn đó chẳng phải là Phật, hàng ấy cũng bỏ ra, chẳng tính là mẫu mực của hàng giác ngộ. Và có chúng sinh có nhiều hiểu biết về thế tục, xem các đức thần diệu của Phật với mình không khác, hàng đó cũng bỏ ra, không xem là mẫu mực của giác hàng giác ngộ. Và có chúng sinh thể tánh mạnh mẽ, không tin nơi các hành tổng trì của Như Lai, hàng đó cũng bỏ ra, không kể vào hàng giác ngộ. Và có chúng sinh tâm nghiêng nhiều về sự bố thí, nhưng xem sự bố thí của Như Lai với mình không có gì khác, hạng ấy cũng bỏ ra, không kể vào hàng giác ngộ. Và có chúng sinh tâm thuần giữ giới, nhưng cho rằng giới của Như Lai với mình nào có khác gì, hạng đó cũng bỏ ra, không kể vào hàng giác ngộ. Hoặc có chúng sinh tâm luôn từ bi nhẫn nhục, nhưng lại cho rằng pháp nhẫn của Thế Tôn với mình đâu có khác gì, hạng ấy cũng bỏ ra, không kể vào hàng giác ngộ. Hoặc có chúng sinh luôn chấp tinh tấn, nhưng xem sự tinh tấn của Thế Tôn với mình không có gì khác, hàng ấy cũng nên bỏ ra, không tính vào hàng giác ngộ. Hoặc có chúng sinh tâm luôn vui vẻ, tâm luôn với việc thực hành thiền, nhưng xem việc hành thiền của Thế Tôn với mình chẳng có khác gì khác, hàng đó cũng nên bỏ ra, không kể vào hàng giác ngộ. Hoặc có chúng sinh có được những biện tài của thế gian, là xem việc thuyết giảng về trí tuệ của Thế Tôn so với mình chẳng khác, hạng ấy cũng bỏ ra, không tính vào hạng giác ngộ. Hoặc có chúng sinh giàu lòng từ bi, lại xem Như Lai nêu giảng về từ bi với mình không khác gì, hạng đó cũng bỏ ra, không kể vào hàng mẫu mực của bậc thánh hiền. Hoặc có chúng sinh tâm thương xót không hề dứt, nhưng lại xem việc Như Lai thể hiện tâm bi so với mình không khác gì, hạng ấy cũng bỏ ra, không tính vào hàng giác ngộ. Và có chúng sinh lòng luôn hoan hỷ, nhưng xem việc hoan hỷ của Như Lai không khác gì mình, hàng đó cũng nên bỏ ra, không kể vào hàng giác ngộ. Và có chúng sinh tâm luôn rộng mở, không vững chấp, nhưng lại xem sự hành xả của Như Lai so với mình không khác gì, hàng ấy cũng bỏ ra, không tính vào hàng giác ngộ. Và có chúng sinh tâm luôn nhớ nghĩ về không, nhưng lại cho rằng nẻo hành không của Như Lai với mình không khác gì, hàng đó cũng bỏ ra, không kể vào hàng giác ngộ. Và có chúng sinh tâm không vọng cầu, nhưng xem pháp vô nguyện của Như Lai cùng với mình không khác, hàng ấy cũng bỏ ra, không tính vào hàng giác ngộ. Và có chúng sinh không giấy tưởng chấp, nhưng xem pháp vô tưởng của Như Lai với mình không khác gì, hàng đó cũng bỏ ra, không được kể vào hàng mẫu mực của hiền thánh.
Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Nhuyễn Thủ, nơi chốn sinh sống tiếp xúc cùng chỉ hướng của chúng sinh vốn không đồng. Đối với hết thảy chư Phật nơi các thế giới trong mười phương, tâm niệm của chúng sinh trong ba cõi dục, sắc và vô sắc, mỗi cõi một khác không đồng. Và có chúng sinh ở cõi dục ham thích năm thứ dục lạc, không để bỏ năm ấm, hạng này thì nên bỏ hẳn ra, không kể vào hàng giác ngộ. Và có chúng sinh tâm không đắm chục, nhưng lại luôn chấp vướng nơi sắc tướng bên ngoài, ấy cũng nên bỏ ra. Và có chúng sinh nguyện ăn vui với cảnh giới vô sắc, hàng đó cũng nên bỏ ra, không kể vào hàng mẫu mực của Thánh Hiền. Đức Phật là bảo Bồ Tát Nhuyễn Thủ. Các loài chúng sinh với tâm tức không đồng nên nẻo tạo tác khác nhau. Sở dĩ như thế là vì đều do luôn bị điên đảo, chẳng có thể tự tỉnh ngộ được. Chúng ta hiện nay xem xét các loài chúng sinh, biết được chốn hướng tới của tâm nhằm nguyện cầu đạo gì, cho đến cả vô số quốc độ trong mười phương thế giới mà mỗi đều thông tỏ không bị lầm lạc, giống như bậc sĩ phu có con mắt tinh đời, tự thân hành tay cầm viên ngọc minh nguyệt thần diệu, là liền nhận ra không hề bị lầm, cũng không dễ tưởng gì khác. Ta này cũng như thế, luôn nhận rõ về thần tức cùng nơi chốn hướng tới từ chỗ gốc hành động của tất cả chúng sinh. Và có chúng sinh chỉ trong khoảnh khắc một niệm mà ý đã dấy khởi một hành hay hành, hàng ấy cũng nên bỏ ra, không kể vào hàng mẫu mực của bậc thánh hiền. Và có chúng sinh chỉ trong một niệm mà đã dấy lên gồm đủ các hành, hành ấy đều là vô ký, hàng này cũng nên bỏ ra, không tính vào hàng giác ngộ. Và có chúng sinh giữ giới luật mà không bố thí, hay ngược lại, hàng đó cũng nên để ra, không kể vào hàng giác ngộ mẫu mực. Và có chúng sinh lúc thì còn đủ 6 hạnh, lúc thì không đủ 6 hạnh, hàng này cũng bỏ ra, không tính vào hàng giác ngộ mẫu mực. Vô số hàng xa chư Như Lai, vô thượng chánh giác, ở thời quá khứ, trước hết đó là phải gồm đủ 3 pháp, rồi sau đấy mới thuyết giảng chánh pháp. Điều ấy chính là để khiến cho đời sau, hàng xa chư Phật Như Lai muốn thuyết pháp, thì phải gồm đủ 3 phẩm hành thâm diệu ấy. Những gì là 3 phẩm hành? Một, xem tính chất không đồng của chúng sinh, ngay từ mỗi niệm, mỗi niệm. Hai, công việc trang nghiêm cho đạo tràng vô ý của chư Phật không phải hàng thanh văn ghi giác mới có thể kiến lập được. Ba, gốc ngọn của các pháp được nghe Như Lai thuyết giảng, ta đều quy về tuệ không. Đó gọi là 3 phẩm hành thâm diệu của Như Lai, và lúc sắp thuyết pháp, tất không hề thiếu sót. Bây giờ Bồ Tát Nguyện Thủ thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, thế nào gọi là 3 phẩm hành thâm diệu của Như Lai? Do trời kiến lập không đồng. Đức Phật nói: Đúng vậy, đúng vậy, như Bồ Tát vừa nêu. Này ta sẽ bị Bồ Tát mà một mỗi diễn nói đầy đủ. Thế nào là 3 phẩm hành tâm diệu của Bồ Tát? Như Lai, vô thượng chánh giác, lúc mới nhập pháp tam muội định ý chúng tướng là nhằm vì muốn cho khắp chúng chúng sinh cùng đến một hội để thuyết pháp. Có vô số người đông đảo như vậy, tâm thức chung một, cả chỗ suy nghĩ cũng đồng. Được nghe thuyết giảng về ý nghĩa của sự khổ, chứ chẳng phải pháp điển nào khác, thì đó chính là đã nhập vào hàng mẫu mực của Như Lai. Lại nữa là các vị tộc tánh tử, chư Phật của 3 đời quá khứ, hiện tại và vị lai thể đều biết rõ về tâm niệm của mọi chúng sinh trước theo sự giác ngộ từng bậc rồi mới đạt đạo quả vô thượng chánh giác. Nhưng nếu các pháp được thuyết giảng không xa lìa tưởng chấp tham vướng, thì đấy cũng chẳng thích ứng với mẫu mực của hàng thánh hiền giác ngộ. Như Lai vô thượng chánh giác, trước phải tu dưỡng 10 ý để dứt các nẻo tưởng loạn, sau đấy thì mới dễ nói pháp tạng thâm diệu, khiến cho mọi chúng sinh do chỗ giáo pháp đã nghe đều đạt được sự thông tỏ. Những gì là 10? Như là lúc muốn thuyết pháp, hướng về một nẻo vô ngại để xem chúng sinh tôi dùng pháp gì thích hợp để thuyết giảng khiến họ được độ thoát. Là có chúng sinh tâm ý sâu cạn nên dùng phương tiện gì để họ được cứu độ. Hoặc là thuyết pháp chỉ một nẻo không hai, nên các chúng sinh này có thích hợp với pháp ấy chăng? Quán pháp không vô lượng, nhận biết về tâm niệm của chúng sinh nên theo pháp nào, sau đó mới lãnh hội được pháp tam muội phấn tấn, hành không có nhiễm. Chỉ trong khoảng một niệm, các pháp tỷ gồm đủ, quán tưởng thấu đạt về pháp giới là không đầu không cuối, thực hiện các việc của chư Phật không hề bị ngăn ngại, dùng trí tuệ vô lượng để làm nhuần thấm tất cả muôn loài, chúng hội đã được ổn định, dùng diệu lực của thần túc
so tỏ tâm ý chúng sinh để đều biết gốc của duyên mà vì họ thuyết pháp. Như thế là đối với mẫu mực của bậc giác ngộ. Này Bồ Tát Diện Thủ, Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, bước lên tòa vô úy, lại thêm gồm đủ 10 pháp vô tận, những gì là 10 pháp. Pháp tạng của chư Phật là chẳng thể nghĩ bàn. Thân Phật là vô lượng, pháp cũng vô lượng, Như Lai vô thượng chánh giác. Là có biện pháp vô hình vô tận, từ đấy thể hiện mọi sự việc của Phật. Là có cõi Phật chẳng phải là chốn tu dưỡng của nhãn thức, từ đó quan sát khắp mười phương, nhận biết các đối tượng hữu hình vô hình. Như Lai vô thượng chánh giác với phương tiện quyền xảo của độ chúng sinh không quên bản nguyện, khiến cho hết thảy các loài đều được đứng vững nơi đạo pháp, tu hành mười hành thiện. Như Lai vô thượng chánh giác bên trong luôn một tâm ý hiện ra bên ngoài qua việc thuyết giảng chánh pháp, không dùng một pháp định để thích ứng với pháp tịch nhiên, không đem việc thuyết pháp để hiện rõ những loạn động nơi bên ngoài. Là đó Như Lai vô thượng chánh giác lúc đang thuyết pháp luôn tạo ra những trận mưa các pháp cam lồ, khiến cho mọi loài chúng sinh hữu tình vô tình, hữu thức vô thức, tất cả mọi chốn mọi nơi đều đội ơn nhuần thấm tràn trề. Như Lai vô thượng chánh giác ngay lúc còn ở nhà đã thành tựu các sắc tướng thù thắng đặc biệt, chính là nhằm khiến cho đại chúng, những người thuộc hạng cao đều phục tâm về khiêm nhường, không tự xưng mình vốn thuộc dòng họ giàu sang, hạng thấp thì không cho rằng Như Lai vốn từ chập chờn phú quý danh vọng. Như Lai vô thượng chánh giác dùng trí túc mạng để biết về các đời trước của mình, sự nhận biết ấy là vô bờ bến, không thể tính kể hết. Đối với những chúng sinh khó quá độ hiện có trong năm nẻo, gốc đã tạo duyên ấy, nên là có duyên quả báo cùng nhân duyên được thức tỉnh. Như Lai vô thượng chánh giác phát thệ nguyện rộng lớn với bốn tâm vô lượng, có thể khiến cho chúng sinh hữu tình hữu hình mười phương trong một ngày thành tựu đầy đủ các tướng của Phật, luôn theo bản nguyện như thật thể đều thành tựu Phật đạo. Lại nữa, Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác luôn tạo lập kiên ý kiên cố, không rời bỏ tâm gốc, lại khiến cho vô lượng chư Phật trong khắp thế giới cùng trong một ngày được chọn lấy hết sức sự diệt độ, đúng như chỗ nhớ nghĩ không hề sai trái. Đó gọi là pháp 10 pháp vô tận cốt yếu của Như Lai lên tòa vô ý, luôn đủ các pháp ấy để nó bày thông suốt các pháp vô cùng tận của Như Lai, chẳng phải là chỗ hàng La Hán và mấy chư Phật có thể tuyên giảng. Bấy giờ Đức Thích Tôn bảo Bồ Tát Diện Thủ, này tập tánh tử, nếu có hạng thì nam thì nữ tu tập thực hiện các pháp không vô tướng vô nguyện, luôn được đứng vững nơi địa tin tưởng, nếu tu các hạnh Bồ Tát thì Tây phước đức ấy nên cho là nhiều chăng? Bồ Tát Diện Thủ thưa: các bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều, không thể đo tính, cũng chẳng dùng thí dụ để diễn tả được. Đức Phật bảo Bồ Tát Diện Thủ: chẳng như các hàng thiền nam thiền nữ thọ trì độc tụng 10 pháp vô tạng vô tận, thì phước đức này hơn hẳn trường hợp các thiền nam thiền nữ kể trên. Đức Phật lại bảo Bồ Tát Diễn Thủ: này vị tập tánh tử, ý ông nghĩ sao? Nếu có hàng thiền nam thiền nữ ở nơi địa thứ hai gồm đủ các hạnh, không ăn lòng biếng trễ, với tâm thấp kém, là cùng cúng dường như trước khi đạt được địa tin tưởng, cho hàng xa chư Phật nơi các quốc độ trong mười phương đều giống như vậy, thì phước đức ấy nên cho là nhiều chăng? Bồ Tát Diện Thủ thưa: các bậc Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều, chẳng thể đo tính được. Vì sao? Vì nếu có hàng thiện nam thiện nữ tu tập các pháp từ địa tinh tưởng đến địa thứ hai, các vật đều như thế, thì đã làm cho khắp vô lượng thế giới trong mười phương có được sự kỳ lạ đặc biệt hết sức, không thể dùng ví dụ để diễn tả. Đức Phật lại bảo các vị tập tánh tử: nhưng điều đó lại không bằng các hàng thiện nam thiện nữ dốc lòng phụng trì tu tập 10 pháp vô tận, thì phước đức lại càng nhiều hơn, hết sức nhiều, không thể dùng ví dụ để diễn tả. Đức Phật bảo Bồ Tát Diện Thủ: nếu các hàng thiện nam thiện nữ tu tập các pháp thành tựu địa thứ ba, đều có đầy đủ gốc của các pháp đã thành tựu, cũng như trước khi đạt tánh địa và địa thứ nhì, thể đều cúng dường hàng xa chư Phật nơi các quốc độ trong mười phương, các thứ đều giống như trước, thì phước đức ấy nên cho là nhiều chăng? Bồ Tát Diện Thủ thưa: kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều,
không thể tính kể được vì sao mình đã có hàng thiền nam thiền nữ phụng tu các pháp từ tánh địa cho đến địa thứ hai, địa thứ ba. Các loại đều như vậy đã khiến đầy khắp vô lượng thế giới trong mười phương, chẳng thể dùng ví dụ để diễn tả. Đức Phật là bạn có vị tập tánh tử, nhưng lại không như các hàng thiền nam thiền nữ phụng trì tu tập mười pháp vô tận, thì phước đức đó là càng nhiều hơn nữa, hết sức nhiều, chẳng thể nêu ví dụ. Đức Phật bảo Bồ Tát Nhuyễn Thủ, nếu có hàng thiền nam thiền nữ tu tập các pháp thành tựu được địa thứ tư, cũng thể đều đầy đủ như trước khi đạt tánh địa, địa thứ hai, thứ ba, thế thì phước đức ấy nên cho là nhiều chăng? Bồ Tát Nhuyễn Thủ thưa, các bậc Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói, nhưng không bằng các hàng thiền nam thiền nữ thọ trì đọc tụng mười pháp tạng vô tận, thì phước đức này hơn hẳn trường hợp trước. Đức Phật là bảo Bồ Tát Nhuyễn Thủ, này vị tộc tánh tử, ý ông nghĩ sao? Nếu có hàng thiền nam thiền nữ được đầy đủ sự tin tưởng với đối thánh đế, không có pháp huồ nghi, không định bỏ địa thứ năm là pháp ấn của Như Lai cùng hành tánh địa cho đến địa thứ tư, khiến cho đầy đủ khắp vô lượng thế giới mười phương, thì phước đức ấy nên xem là nhiều chăng? Bồ Tát Nhuyễn Thủ thưa, kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy thật hết sức nhiều. Đức Phật nói, nhưng không bằng các hàng thiền nam thiền nữ phụng trì tu tập mười pháp vô tận, phước đức này còn nhiều hơn nữa, chẳng thể dùng ví dụ để diễn tả. Đức Phật này bảo Bồ Tát Nhuyễn Thủ, nếu có hàng thiền nam thiền nữ đã đạt được địa thứ sáu gồm đủ các hạnh, đã tu tập qua các pháp không vô tướng phương nguyện, tất nhiên dứt sạch hồ nghi, cùng thực hiện tánh địa cho tới địa thứ sáu, khiến cho đầy khắp vô lượng thế giới trong mười phương. Thế thì này vị tộc thánh tử, phước đức ấy nên cho là nhiều chăng? Bồ Tát Nhuyễn Thủ thưa, kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói, nhưng không bằng các hàng thiền nam thiền nữ chấp trì đọc tụng mười pháp tạng vô tận, phước đức này hơn hẳn trường hợp trên. Đức Phật lại bảo Bồ Tát Nhuyễn Thủ, này vị tập tánh tử, ý ông nghĩ sao? Nếu có hàng thiền nam thiền nữ với việc với thệ nguyện rộng lớn, bền vững an trụ nơi địa thứ bảy, không thoái chuyển, đầy đủ các pháp, dứt mọi phân chia bỉ ngã từ tánh địa cho đến địa thứ sáu, các đức được gồm đủ, các hạnh đều hoàn thành, vậy thì phước đức ấy nên cho là nhiều chăng? Bồ Tát Nhuyễn Thủ thưa, kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói, nhưng chẳng bằng các hàng thiền nam thiền nữ chấp trì đọc tụng mười pháp tạng vô tận, phước đức này hơn hẳn trường hợp trên. Đức Phật là bảo Bồ Tát Nhuyễn Thủ, nếu có hàng thiền nam thiền nữ đạt được đủ bảy địa tiêu tốt thành tựu đạo quả Phật Đà, cho rằng mình nên đã trụ không còn giới tưởng kia đây, như ta đã tự giác ngộ, dứt sạch mọi nghi, các loại đều như vậy đầy khắp cả mười phương, cúng dường như trước từ tánh địa cho đến địa thứ bảy, thế thì phước đức ấy nên cho là nhiều chăng? Bồ Tát Nhuyễn Thủ thưa, các bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói, nếu không bằng các hàng thiện nam thiện nữ chấp trì đọc tụng mười pháp tạng vô tận, thì phước đức này hơn hẳn trường hợp trên. Đức Phật là bảo Bồ Tát Nhuyễn Thủ, nếu có các vị đại Bồ Tát đã đạt được pháp vô sinh, không khởi diệt, tâm như hư không, chẳng hề bị nhiễm ô, chỉ cần trí tuệ phương tiện để đi đến gốc cây Bồ Đề, các thứ đều như thế, khởi đầu từ tánh địa cho tới địa thứ tám, các hình gồm đủ, chẳng lâu nữa thì thành tựu đạo quả Phật Đà, cũng dường đầy khắp cả nơi vô lượng thế giới trong tam thiên đại thiên, thế thì này vị tập tánh tử, phước đức ấy nên cho là nhiều chăng? Bồ Tát Nhuyễn Thủ thưa, kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Vì sao? Vì các hàng thiện nam thiện nữ ấy đã an trụ bên cạnh Đức Phật, cũng nên gọi là Phật, huống chi là còn cúng dường vô lượng chư Phật nơi các thế giới trong mười phương, từ tánh địa cho đến địa thứ tám, các hành đều gồm đủ. Đức Phật nói, như không bằng hàng đại Bồ Tát đạt được địa thứ chín, chỉ nhận phước đức trong một niệm, nó có hàng, có các hàng thiện nam thiện nữ chấp trì đọc tụng mười pháp tạng vô tận, thì phước đức ấy còn nhiều hơn nữa. Như ta hiện nay đã thành bậc Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, với mười tôn hiệu cũng đủ, mà hãy còn chưa đạt được hết mười pháp tạng vô tận. Cho nên, nếu có các hàng thiện nam, thiện nữ muốn được tu tập mười pháp tạng vô tận ấy,
thì phải biết trọn đủ 10 phương chư Như Lai trong một lúc đắc đạo, cùng thờ nhập Bát Niết Hoàn, dứt trừ hết tâm thức chấp trước của chúng sinh, muốn thành Phật ngay trong đời hiện tại, muốn hướng dẫn mọi chúng sinh cùng như tâm của Phật, thì phải nên tu tập 10 pháp tạng vô tận ấy. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Vân ở nơi đại chúng bèn đọc bài tụng: Ta nay tuy thành Phật, do xưa từng khuyến trợ, chánh pháp không thể chuyển, đạo lớn không đổi dời, tự nhớ đời quá khứ, giúp cúng dường chư Phật, dùng đạo pháp khuyến trợ, bỏ hình đến không hình, là nơi vô số kiếp, chứ được tạng vô tận, ý lập dứt mọi tưởng, dần đến bờ giải thoát, Như Lai vô thượng giác, ba đặc sáu thông tuệ, khuyến trợ đủ các hành, mới đạt tạng vô tận. Bản nguyện nay được báo, nên hiệu Thiên Trung Thiên, tại do phước khuyến trợ, tôn đạt bậc tối tôn, sông biển có thể cạn, núi khe cũng lỡ trôi, nhật nguyệt lúc phơ đầy, pháp tạng chẳng thể tận. Chư Phật tuệ phương tiện, diệu lực thật khó bàn, nuôi dưỡng khắp muôn loài, từ bi chuyển đại pháp, hoặc hiện nơi thai mẹ nhằm hóa độ mẹ cha, là làm chuyển luân vương, tấn lãnh vô số nước, vui thay phước báo ấy, đạt tạng vô tận này, tu thập đạt quả Phật, biến hóa thật vô cùng. Xưa nơi vô số cõi, ta phước lập công đức, khuyến trợ là bậc nhất, không gì vượt hơn người hơn được. Vàng bạc bài bốc đủ, sắc tướng chẳng thể sánh, đều do báo khuyến trợ, các pháp tạng vô tận, hư không chẳng chỗ có. Do tạo sắc tướng hình, pháp ấy rất thâm diệu, chân đế không thể hoại. Đức Phật Thích Ca Văn đọc xong bài kệ ấy, rồi nói với các vị thiện nam thiện nữ: Nó có các vị đã Bồ Tát từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật, muốn khiến cho hết thảy chúng sinh cũng đều được giác ngộ như mình, thì phải nên tu tập 10 pháp tạng vô tận ấy. Bây giờ Đức Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác sắp sửa thuyết pháp nhằm chuyển pháp luân, nên liền nhập pháp định ý vô tận tạng, tạo được cảm ứng đối với vô lượng hằng xa chư Phật trong 10 phương, nên được chư Như Lai ứng hiện, cùng lúc chung một âm vang đọc bài kệ: Pháp hiện lìa bốn nghĩa, Như Lai hành chức chấp, chấp tu đạt Phật đạo, tinh tấn không biến trễ, hướng ba không bình đẳng, hiệu là tạng vô tận, không bỏ 10 hạnh gốc, đó là Như Lai tạng. Pháp Phật chẳng nghĩ bàn, hư không không sở thọ, biết ta chẳng thấy ta, đấy hợp tạng vô tận. Hạnh Phật không tận cùng, pháp diễn chẳng thể tính, từ bi với muôn loài, thể hiện không chúng có. Tướng chư Phật Như Lai, thanh đạo chẳng sai khác, theo ý nơi chúng sinh, rõ tướng có cao thấp, ta nay không gì sánh, lo chán khổ muôn loài, dùng đạo tự chủ ý, hàng phục đám ngoại đạo, hát thầy gốc các pháp, không chuyên cũng chẳng hợp, đạo từ ngộ bình đẳng, nên đạt tuệ Như Lai. Chư Phật chẳng nghĩ bàn, gốc các pháp cũng thế, duyên báo chẳng nghĩ bàn, niệm phân biệt cũng vậy. Ta trụ qua ngàn kiếp, Phật Phật tự tán dương, chưa thể tận pháp tạng, chút tổn giảm nào hào ly. Chúng tôi đã thành Phật, pháp thân gồm đủ không. Xưa tu tạng vô tận, tôi đạt nhân trung tôn, có dục nhiều phiền não, dứt dục chẳng trốn ngoài, nó dục nên lìa dục đều tự tạng vô tận, tuy trụ chẳng trốn trụ, cùng sắc tướng không hình, nhận rõ mọi tướng chấp. Đọc lại, nhận rõ mọi thức chấp, thức Phật không hình tướng, Như Lai không sắc tướng, vì chúng sinh hiện tướng, không chấp chẳng có nhiễm, thân Như Lai cũng không. Đủ khắp 10 phương cõi, như nay bậc chánh giác, rõ gốc chẳng nghĩ bàn, dễ nói tạng vô tận. Lúc này, chư Phật trong 10 phương nói xong bài kệ ấy, thì khắp 8 phương cùng 2 phương trên dưới đều hiện đủ 6 cấp chấn động. Nơi toàn ngồi có 600 vị tỳ kheo gốc hướng về quả A-la-hán, đã cùng lúc chuyển ý đạt được tạng vô tận, là có đến 10 ba ức chúng sinh cũng đạt được pháp tạng vô tận. Phẩm 8 Như Lai. Bây giờ Bồ Tát Nhiệm Thụ thưa với Đức Phật: Kinh bạch Thế Tôn, để giới các hàng tộc tánh tử thì làm thế nào để tu tập pháp tạng vô tận? Đức Phật nói: Nếu có các hàng thiện nam thiện nữ muốn tu tập được pháp tạng vô tận thì phải nên tu pháp môn năm khổ. Thế nào là pháp môn năm khổ? Nếu có những hàng thiện nam thiện nữ thì khắp các cõi 10 phương
có nhiều chúng sinh thọ khổ, tôi nên dùng trí tuệ để nghe biết và nhận rõ về sự khổ ấy, và liền có thể tùy theo hình tướng mà đến để tiếp độ họ. Đó là pháp thứ nhất. Là nữa này các vị tập tánh tử, nếu có các hàng thiện nam thiện nữ muốn xem xét chúng sinh trong bộ luận thế giới, rồi nhớ nghĩ về pháp không, không chúng có, muốn đạt được khổ tuệ không ấy, thì nên kiến lập ý đó không hề thoái chuyển. Đó là pháp thứ hai. Là nữa là các vị tập tánh tử, các vị tỳ kheo ni, ư bà tắc ư bà di đều đạt được ý bình đẳng, thực hiện lòng từ bi vô tận. Những kẻ chưa đạt được thì giúp cho đạt, những ai chưa có thì giúp cho có, những người chưa được hóa độ thì hóa độ. Đó là pháp thứ ba. Này các vị tập tánh tử, nếu có hàng thiện nam thiện nữ thành tựu được những việc nơi gia đình, đối với tộc họ cũng vậy, để biết về khổ tuệ nên tâm không dốc với những dục lạc. Đó là pháp thứ tư. Là nữa này các vị tập tánh tử, nó có khác thiện nam thiện nữ đối với vô lượng pháp môn của Như Lai, là giúp thu thập pháp tạng vô tận để đạt mọi trí tuệ tự tại. Đó là pháp thứ năm. Đấy gọi là năm pháp tu của pháp tạng vô tận. Là nữa này các vị tập tánh tử, nếu có hàng thiện nam thiện nữ muốn có được đầy đủ pháp tạng vô tận ấy, thì lại phải tu tập năm pháp. Những gì là năm pháp? Chư Phật Thế Tôn, lúc ăn trụ nơi các pháp định, có lúc nhập quán, pháp quán hư không, và nhận rõ về chúng sinh tu tập đúng theo giới luật của bậc giác ngộ hay không đúng theo giới luật của các bậc giác ngộ, đều khiến họ đến với nơi chúng an ổn. Mỗi người đều thực hiện đầy đủ nguyện của mình. Đó là pháp thứ nhất. Này các vị tập tánh tử, nếu muốn được sinh nơi các cõi trời thì phải nơi tu tập theo giới pháp của chư thiên. Có chư thiên nghiêng về ái dục, có chư thiên không ham thích ái dục, và có khi chư thiên tham chấp ái lạc hay chẳng tham chấp ái lạc. Và nên có sự hiểu biết đầy đủ về hai điều ấy mới dứt sạch mọi nhiễm chấp, ứng hợp với pháp tạng vô tận. Là nữa là các vị tập tánh tử, là phải thực hiện đầy đủ bốn hành quả báo mới có thể sử dụng thần thông đi đến khắp vô lượng thế giới. Thế nào là bốn hành quả báo? Chư Phật Như Lai luôn ăn trụ nơi chốn tịch mịch tĩnh lặng, đều có chư thiên long thần cả đặc hoa a tu lân muốn theo Như Lai để được nghe các pháp chân thật, thì chỉ trong khoảnh khắc chưa kịp bày tỏ, Như Lai đã rõ là các vị tập tánh tử ấy sẽ hỏi những gì. Đó là pháp thứ nhất của bốn hành quả báo. Đức Phật bảo các vị tập tánh tử, nếu có các hàng thiện nam thiện nữ tâm ý tịch nhiên chẳng muốn nghe pháp, Như Lai tất rõ những người ấy là có thể nghe theo hay chẳng có thể nghe theo mình, là muốn nghe pháp hay chẳng muốn nghe pháp. Đó gọi là pháp thứ hai của bốn hành quả báo. Này các vị tập tánh tử, nếu có các thiện nam thiện nữ đã được Như Lai ấn chứng, thì có thể đem điều ấy ấn chứng đối với tâm ý của chúng sinh. Đó là pháp thứ ba trong bốn hành quả báo. Nếu có các thiện nam thiện nữ đã được nghe chánh pháp cho tâm niệm chẳng phải là chốn có thể lường tính được, thì đều khiến tạo được sự bình đẳng, dứt hai nẻo tưởng chấp kia. Đó gọi là pháp thứ tư của bốn hành quả báo. Là nữa này các vị tập tánh tử, muốn có được đầy đủ bốn hành thần túc, thì cũng nên nhớ nghĩ đến bốn hành quả báo ấy. Những gì là bốn hành thần túc? Đối với các vị đã Bồ Tát, từ lúc mới phát tâm, đạt được địa thứ nhất, địa thứ hai cho đến lúc đạt được địa thứ mười, mỗi vị có được hành thần túc và thể hiện thần túc ấy không đồng. Và các vị Bồ Tát đang ở địa thứ nhất liền được thân thức du hành đến vô lượng thế giới trong mười phương, nhưng chưa được pháp định ý để biết rõ tâm của chúng sinh. Là các vị Bồ Tát đã qua địa thứ nhất, đạt được sắc tướng của Phật với các vẻ đẹp gồm đủ, là cũng du hóa để xem xét khắp mười phương thế giới và lễ bái cúng dường cho Phật Thế Tôn, để có được thần thông nhưng chưa có thể nhận lãnh được công việc giáo hóa chúng sinh và làm thanh tịnh các quả Phật. Là các vị đã Bồ Tát đã được thần thông lễ bái cúng dường cho Phật Thế Tôn để có thể thuyết pháp giáo hóa chúng sinh. Là các vị đã Bồ Tát đã ở ngay địa ban đầu mà tu tập thanh tịnh của Phật, nhưng chưa có thể tự nhận biết về các pháp ở địa thứ nhất. Là các vị đại Bồ Tát chưa có đủ tâm đại thừa với thể nguyện rộng lớn, ở trong ấy liền sinh tưởng chấp do dự, chẳng hạn như vậy tức rơi vào con đường của hàng thanh văn và duy giác. Các vị đại Bồ Tát tu tập đầy đủ nơi địa thứ nhất với các hạnh thanh tịnh, là dùng thần thông để vô khắp vô lượng thế giới,
trong mười phương biết rõ tâm niệm của mọi chúng sinh, nhưng chưa có thể hóa độ những chúng sinh ấy, đưa họ tới chốn an ổn trong khuôn khổ đạo pháp. Là có vị đại bồ tát đã ở nơi địa thứ nhất đạt được bốn thần túc. Thần túc thứ nhất tên là khổ quán. Bồ tát đạt được thần túc ấy thì luôn du hỏi đến thế giới chư Phật, khi cho mọi chúng sinh bị khổ để đến chốn giải thoát. Thần túc thứ hai tên là âm hưởng. Bồ tát đạt được thần túc ấy thì có thể đi đến khắp pháp luận mười phương thế giới, mọi chúng sinh ứng theo âm hưởng để được hóa độ. Nghe bồ tát thuyết giảng, thảy đều tin tưởng thông tỏ. Là có thần túc tên phát ý, bồ tát đạt được thần túc này thì sẽ du hóa đến khắp pháp luận thế giới trong mười phương. Đối với những chúng sinh phát tâm đến đạo pháp thì bồ tát liền có thể ủng hộ khiến được thành tựu. Là có thần túc tên là cảm động, bồ tát có được thần túc ấy thì có thể đi đến khắp mười phương thế giới, quan sát nhận biết tâm của chúng sinh, ấn theo quán không mà được hóa độ. Đó gọi là bồ tát ở địa thứ nhất, đã gồm đủ bốn hành thần túc. Bồ tát ở địa thứ hai là có bốn pháp. Những gì là bốn? Bồ tát có thần túc tên là diệt chủng, đạt được thần túc ấy thì có thể đi đến khắp vô lượng thế giới năm mười phương, biết rõ về ý thức cùng tâm niệm của chúng sinh, tiêu diệt giống phàm phu để hội nhập cảnh giới bậc giác ngộ. Là có thần túc tên là diệt, đạt được thần túc này thì có thể đi tới khắp vô lượng thế giới trong mười phương, quan sát rõ về mọi tâm niệm, mọi niệm nơi tâm của chúng sinh có các tưởng thiện ác, từ đó có thể dứt sạch các tưởng ác để đưa họ hội nhập nơi chân lý giác ngộ. Là có thần túc tên là trường cấu, Bồ Tát đạt được thần túc ấy thì có thể đi khắp vô lượng thế giới trong mười phương, quan sát và biết rõ mọi suy niệm trong tâm chúng sinh luôn bị cấu uế, tham dục, che phủ, vây buộc, để có thể dứt trừ niệm thức của phàm phu mà hội nhập vào chân lý của bậc giác ngộ. Là có thần túc tên là tam xảo thiện, xảo tiện. Bồ Tát đạt được thần túc đó thì sẽ đi đến khắp vô lượng thần túc đó, thì sẽ đến khắp vô lượng thế giới trong mười phương quan sát và biết rõ mọi suy niệm trong tâm thức của chúng sinh, để có thể tạo dần ý ấy được đứng vững nơi ba pháp. Đó gọi là Bồ Tát đạt được bốn pháp thần túc ấy, đã có thể du hóa đến vô lượng thế giới khắp mười phương, tức là đã thực hiện đầy đủ các pháp nơi địa thứ hai. Đức Phật bảo các vị tập tánh tử, đại bồ tát ở nơi địa thứ ba là có bốn thứ thần túc. An lạc có thể biến hóa thân này thành vô số hình tướng rồi trở lại hợp thành một. Những gì là bốn thứ thần túc? Có thần túc tên là bản yếu, bồ tát đã được thần túc này thì sẽ du hóa khắp đến khắp vô lượng thế giới trong mười phương, quan sát mọi suy niệm nơi tâm của chúng sinh còn giống như chỗ suy niệm của mình mà độ tất họ. Là có thần túc tên là pháp hạnh nhiên xí, bồ tát đạt được pháp thần túc này thì có thể đi đến khắp vô lượng thế giới nơi mười phương, quan sát đầy đủ mọi tâm niệm có tại chúng sinh, đã nhận biểu lộ vui mừng giận dữ hay không vui mừng giận dữ, dùng pháp giác ngộ sáng được đầy giáo hóa họ. Là có thần túc tên là vô hình, bồ tát đạt được pháp thần túc ấy thì sẽ đi đến khắp vô lượng thế giới trong mười phương quan sát mọi tâm niệm của chúng sinh, dùng pháp dứt sạch tâm thức để giáo hóa họ. Là có thần túc tên là tam thanh tịnh, bồ tát đạt được thần túc này thì sẽ du hóa đến khắp vô lượng thế giới trong mười phương, quan sát và nhận biết mọi nẻo suy niệm của chúng sinh, thuyết giảng về ba pháp hành để diệt trừ ba tưởng chấp. Những gì là ba pháp hành? Một không hai tức ba ngã. Đó gọi là bồ tát ở địa thứ ba đạt được đầy đủ bốn hành thần túc. Đức Phật bảo các vị tập tánh tử, lại là bồ tát an trụ nơi địa thứ tư là phải có đủ bốn thứ thần túc. Những gì là bốn? Là có thần túc tên là vô tướng, bồ tát đã được pháp thần túc ấy thì sẽ chu hóa đến khắp vô lượng thế giới trong mười phương, từ cõi trời tam sắc cho đến tận cùng cõi hư không, hóa độ khiến cho mọi chúng sinh đạt được pháp vô tướng. Là có thần túc tên là trừ tham, bồ tát có được pháp thần túc đó thì sẽ đi đến khắp vô lượng thế giới nơi mười phương, quan sát đầy đủ mọi nẻo tâm niệm của thể chúng sinh và dùng pháp định ý để giáo hóa họ. Lại có thần túc tên là chuyển pháp luân, bồ tát đã được pháp thần túc ấy thì sẽ du hóa đến khắp vô lượng thế giới nữa ở mười phương. Chuyển pháp cam lồ bất tử là bốn pháp vô ý, khi cho các chúng sinh từ lâu bị đói khát đều được no đủ. Là có thần túc tên là đẳng tuệ, bồ tát đã được pháp thần túc đó thì sẽ đi đến khắp vô lượng thế giới ở mười phương, quan sát đầy đủ mọi hướng tâm niệm của chúng sinh, dùng từ bình đẳng để độ tất họ. Đó gọi là bồ tát an trụ nơi địa thứ tư, gồm được bốn hành thần túc. Đức Phật bảo các vị tập tánh tử, đại bồ tát ở nơi địa thứ năm cũng lại có bốn thứ thần túc.
những gì trong bốn thứ thần túc ấy. Có thần túc tên là Vô Lượng Môn. Bồ Tát đạt được pháp thần túc này thì sẽ quan sát tận cùng mà nếu tâm niệm có thể chúng sinh dùng tuệ giải thoát để hóa độ họ. Đã có thần túc tên là Hành, Bồ Tát đạt được pháp thần túc ấy thì sẽ chú hóa được khắp vô lượng thế giới ở mười phương, thông tận mọi suy niệm của chúng sinh, liền thuyết giảng về pháp môn, thông đạt gốc của mọi pháp để hóa độ họ. Đã có thần túc tên là Thọ Báo, Bồ Tát đạt được pháp thần túc này thì sẽ dùng các pháp báo hiện hành để hóa độ chúng sinh. Đó gọi là Đại Bồ Tát an trụ nơi địa thứ năm, đạt được đầy đủ bốn hành thần túc. Đức Phật bảo các vị tập tánh tử, Đại Bồ Tát an trụ nơi địa thứ sáu lại sẽ có độ bốn hành thần túc. Những gì là bốn? Có thần túc tên là Đoạn Lạc, Bồ Tát đạt được pháp thần túc ấy thì sẽ du hóa khắp vô lượng thế giới trong mười phương, quan sát đầy đủ mọi hướng tâm niệm của tại chúng sinh, biết rõ về các quả báo sâu ác để đến lúc thần thuần thục để dần dà thuyết pháp, khi cho các quả báo xấu ác kia đã bị rơi rụng hết. Là có thần túc tên là Vô Căn, Bồ Tát đạt được pháp thần túc đó thì sẽ đi đến khắp vô lượng thế giới ở mười phương, quan sát đầy đủ về mọi hướng của tâm niệm chúng sinh để nhổ sạch mọi gốc rễ, vĩnh viễn đoạn trừ, không còn giấy khởi nữa. Là có thần túc gọi là Ly Cấu Xuất Yếu, Bồ Tát đạt được pháp thần túc đó thì sẽ du hóa đến khắp vô lượng thế giới ở mười phương, quan sát tận cùng mà đại hướng tâm niệm của tất cả chúng sinh, cơ cho chúng sinh ấy đạt được các pháp cốt yếu của đạo giải thoát. Đức Phật bảo các vị tập tánh tử, Đại Bồ Tát đang trụ nơi địa thứ bảy gọi là pháp không thoái chuyển thì sẽ có đầy đủ bốn pháp thần túc. Những gì là bốn pháp? Các pháp thần túc tên là chúng sinh thân bất tịnh. Bồ Tát đạt được pháp thần túc này thì có thể thể hiện rõ ràng các pháp xấu ác bất tịnh, nhờ đó mà giáo hóa vô số chúng sinh. Là có thần túc tên là Đạo Đức, Bồ Tát đạt được pháp thần túc ấy thì có thể dùng chánh đạo để trừ bỏ nơi ba đường và đạt đạo quả A La Hán. Là có thần túc tên là Chánh Giác, Bồ Tát đạt được pháp thần túc ấy thì có thể khiến cho chúng sinh đều được đứng vững nơi tánh địa không hề thoái chuyển. Đó gọi là Đại Bồ Tát an trụ nơi địa thứ bảy và đủ các pháp thần túc. Đức Phật bảo các vị tập tánh tử, Đại Bồ Tát ở địa thứ 8 là có đầy đủ bốn thứ thần túc lớn rộng vô biên. Các hạ thành phần và bích chi Phật không thể đạt được những gì là bốn pháp. Và có thần túc tên là Bản Vị Phát Đạo Tâm, Bồ Tát đạt được pháp thần túc ấy thì sẽ khiến cho chúng mọi chúng sinh kia bắt đầu đứng vững nơi tánh địa, còn các hành khác thì chưa thành tựu. Đại Bồ Tát có thần túc là có thần túc tên là Vô Sinh, Bồ Tát đạt được pháp thần túc ấy thì mỗi mỗi sự quan sát đều nhận rõ các hành là vô ngã. Là có thần túc tên là Tham Trước, Bồ Tát đạt được pháp thần túc đó thì luôn ham thích các tướng túc của chư Phật. Là có thần túc tên là Tận Lậu, Bồ Tát đạt được thần túc này thì có thể khiến cho tâm ý luôn duy nhất, dứt trừ sạch mọi pháp lậu. Đó gọi là Đại Bồ Tát an trụ nơi địa thứ 8, gồm được bốn pháp thần túc. Đức Phật bảo các vị tập tánh tử, Đại Bồ Tát an trụ nơi địa thứ 9 cũng có được đầy đủ bốn pháp thần túc. Những gì là bốn pháp? Có thần túc tên là Chúng Hải, Bồ Tát đạt được bốn pháp thần túc này thì có thể khiến cho mọi chúng sinh nơi cõi dục và cõi sắc đều hướng tới cửa giải thoát. Những chúng sinh cấu uế đều được diệt sạch thì liền được hội nhập cửa pháp. Còn những chúng sinh tâm cô ấy chưa được dứt sạch thì không được tiếp cận cửa pháp. Đó gọi là Đại Bồ Tát an trụ nơi địa thứ 9 gồm được bốn pháp thần túc. Đức Phật bảo các vị tập tánh tử, Đại Bồ Tát an trụ nơi địa thứ 10 cũng có đầy đủ bốn thứ thần túc. Những gì là bốn? Có thần túc tên là Quang Minh, Bồ Tát đã được pháp thần túc này thì sẽ du hóa đến chư số cõi Phật trong mười phương, quan sát đầy đủ về các nẻo tâm điểm của mọi chúng sinh, đi tới nơi gốc cây Bồ Đề, ngồi kiết già tĩnh tọa, lúc ấy mới thành tựu được tâm với đầy đủ các thề nguyện lớn lao. Là có thần túc tên là Vô Lượng Môn, Bồ Tát đã được pháp thần túc này thì sẽ phân biệt rõ nẻo hướng tới tận cùng là hướng tới nhất thừa. Là có thần túc tên là Nhất Niệm, Bồ Tát đã được pháp thần túc này thì sẽ khiến cho tại mọi chúng sinh ở mười phương chỉ trong một niệm thành tựu được đạo quả. Là có thần túc tên là Trang Nghiêm, Bồ Tát đã được pháp thần túc này thì chỉ trong một ngày có thể cùng dốc hết sức trang nghiêm các quốc độ của giới Phật, cùng lời, cùng lúc trong một thời thành tựu đạo quả. Đó gọi là Đại Bồ Tát an trụ nơi địa thứ 10, còn đủ bốn pháp thần túc. Là một bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo. Kinh Bồ Tát An Lạc quyển 3.